Trong đêm Giáng sinh tuyết rơi trắng xóa, có hai chị em háo hức gửi điều ước chờ ông già Noel tới lấy đi. Thế nhưng chẳng có ông già Noel nào cả mà chỉ có một người cha say xỉn, người mẹ thì che đi vết bầm tím trên khuôn mặt để ra chợ, dù biết con mình thích quýt cũng không dám mua về vì nghèo. Sự nghèo đói khiến cô chị tưởng trại trẻ mồ côi phát bánh mì nên đã đưa em trai mình tới, nào ngờ ở đó người ta chỉ bán đồ ăn tinh thần mà thôi. Chính là truyện tranh thiếu nhi, cô chị mang theo cuốn truyện tranh về nhà hỏi mẹ, nhưng người mẹ lại chỉ lý giải những câu chuyện cổ tích theo hướng nhìn của người tiêu cực. Cứ như thế hết chuyện này tới câu chuyện khác đều bị người mẹ kể lại với một kết thúc bi thảm, cho tới ngày cô bé cầm trên tay câu chuyện về con mèo đen. Người mẹ kể về một gia đình có người chồng say xỉn đã giết chết người vợ mình rồi đem chôn vào bức tường cùng với con mèo đen. Khi cảnh sát đến thì nghe thấy tiếng mèo kêu ở bên trong và tên chồng bị bắt, lời chuyện vừa dứt cũng là lúc cô bé nở nụ cười. Vì đó là câu chuyện duy nhất có cái kết có hậu, và thế là cô bé đọc đi đọc lại cho tới khi thuộc lòng câu chuyện đó, cơ mà nó cũng không xóa đi được tuổi thơ bất hạnh của cô bé. Với những tiếng mắng chửi nguyền rủa và đánh đập của người cha, như một thói quen cô bé lại chốt cửa ngồi thu mình. Ngồi lắng nghe tiếng bố chửi mẹ, những lúc như thế cô bé lại trông thấy cảnh gia đình hàng xóm ấm áp hạnh phúc. Cứ như một sự chữa lành, cô bé huyễn hoặc mình và cậu em trai bằng những câu chuyện do chính mình bịa đặt. Chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại cho tới một ngày. Căn nhà bỗng dưng im bặt, người mẹ nhìn tên chồng khốn kiếp với ánh mắt đầy căm hận. Rồi bà đưa hai đứa con vội vàng bỏ đi ngay trong đêm tuyết giá. Trên chuyến xe ảm đạm, người mẹ nắm chặt tay hai đứa con. Cô bé dù ánh mắt dần khép lại chìm vào giấc ngủ, vẫn không quên được hình ảnh bàn tay đầy máu của mẹ mình. Bóng đen dần khép lại kết thúc câu chuyện của 26 năm về trước. Khung cảnh chuyển tới hiện tại, cô bé đã trở thành một người con gái xinh đẹp. Nữ chính tên là Đa Răng, cô vừa quyết định chuyển tới căn gác mái của tòa nhà này. Cô có một người bạn thân 20 năm qua, cũng chính là chủ tòa nhà. Cô bạn hiểu rõ cả tính cách lẫn quá khứ của nữ chính. Lần chuyển nhà này của Đa Răng là cách cô thay đổi đời mình, thoát khỏi quá khứ ăn rồi yêu phải trai tồi của bản thân. Trong cơn mưa tầm tã, Đa Răng tin rằng đây sẽ là khởi đầu mới của mình. Nào ngờ cũng trong một đêm mưa tầm tã, một tên sát nhân đã đâm chết một ai đó trong tòa nhà xây dở. Đen đủi thay đó chính là căn nhà mà Đa Răng sẽ chuyển tới vào ngày mai. Cảnh sát vây kín để điều tra sự việc. Lúc này có một người đàn ông trước báo đài phân tích hành vi của hung thủ. Nam chính tên là Giang Đô. Anh chính là một bác sĩ tâm lý, cũng là một cố vấn phân tích tâm lý tội phạm của cảnh sát. Đã 2 năm trôi qua nhưng anh vẫn luôn chú tâm phân tích vụ án lúc đó. Để chân thực hơn, anh còn chuyển phòng khám của mình tới hiện trường vụ án, chính là tầng 3 tòa nhà mà Đa Răng đang ở. Vừa ngay hôm đầu chuyển tới, anh đã bắt gặp nữ chính trên đường lên tòa nhà, thấy cô lại cứ như đang nói chuyện với mình dù chẳng hề quen. Đã vậy cô còn nói trống không nên anh túm tay cô lại hỏi, nào ngờ đâu nữ chính là đang nói chuyện với bạn qua tai nghe, quá là quê độ, anh chỉ có thể xin lỗi trong ái ngại. Vào tới bên trong thì thấy chủ nhà cũng vừa hay tắt điện thoại, ra là người Đa Răng nói chuyện nãy giờ là cậu chủ nhà tóc xù này. Trùng hợp hơn cả, cậu lại là em trai song sinh của cô bạn thân nữ chính. Bằng một cách liên kết dây mơ dễ má nào đó thì bốn người bọn họ cùng ăn trưa với nhau. Ở đây nam chính mới được chính thức làm quen với Đa Răng. Trong lúc chuẩn bị cho bữa ăn, Giang Đô có ghé vào nhà của nữ chính độ 5 phút. Nhưng đủ để anh lia hết mọi ngóc ngách trong nhà của Đa Răng. Trong lúc ăn chung, cậu tóc xù có dặn Đa Răng cẩn thận vì Giang Đô sẽ nhìn nhà của cô rồi đoán tính cách còn đúng hơn cả thầy bói. Thế nhưng Đa Răng lại chẳng duy thần mà báng bổ những thứ gọi là mê tín, quá là cay cú. Nam chính liền nói một tràng từ những sự vật anh thấy trong nhà cô, từ đó suy ra được bản thân nữ chính là người sợ bị tổn thương vì cô đã chịu tổn thương vài lần. Cô đọc trinh thám từ cuối lên, xem phim không ngừng tò mò đoạn kết và chỉ thích những thứ có cái kết đẹp đẽ. Dường như lời nam chính nói tới đâu trúng phốc tới đó khiến Đa Răng có chút khựng lại. Anh lại tiếp tục phân tích rằng cô đã cố gắng thay đổi bản thân và cách sống nhưng vẫn liên tục yêu phải kẻ tồi. Cô có thói quen lặp lại bi kịch mình từng trải qua hòng sửa lỗi cho nó, như là yêu lại một người nghiện rượu rồi bắt họ bỏ rượu, cơ mà không được vì cô bị mắc chứng cưỡng chế lặp lại nhưng chưa tìm được cách thoát khỏi vòng lặp đó. Chính vì thế mà cô lấy biểu tượng con mèo đen, vì nó biểu tượng cho người luôn nghĩ mình là nạn nhân vì con mèo đen dù chết vẫn cố kêu cứu. Giang Đô mải mê phân tích nói tới đây thì đã bị nữ chính túm lấy cổ áo, cũng may có chị em cô bạn ngăn lại, không thì Đa Răng đã nhai đầu nam chính luôn rồi. Cuối cùng cô cũng lấy lại bình tĩnh bảo anh nói tiếp, chỉ cần trừ vấn đề gia đình ra, dù tiếp tục phân tích thì Đô Răng cũng như cảm thấy tính mạng bị nguy hiểm. Cuối cùng anh kết luận cô Đa Răng là một người biết mình xinh đẹp. Người đàn ông lần đầu gặp mặt đã như đoán được toàn bộ con người cô, lại còn khen cô xinh đẹp thì là gì đây? Ấy vậy nhưng nữ chính đã có người theo đuổi. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú này chẳng hiểu sao vừa gặp nam chính đã thấy không ưa. Vậy nhưng anh chàng ấy lại là một người si tình tới khủng. Dù cho nữ chính có đuổi như đuổi tà, anh vẫn lẽo đẽo đi theo. Thế nhưng nỗi ám ảnh trong cô vẫn chưa vơi bớt. Dù có khi trong lúc làm việc cũng thực sự nhớ đến anh chàng đó. Cơ mà quá khứ những mối tình với những gã nát rượu khiến Đa Răng sợ. Sợ bước vào một mối quan hệ lại khiến cô tổn thương, cơ mà người đàn ông đó vẫn cứ vậy chờ cô ở điểm dừng xe buýt, đi cùng cô cho tới khi về đến nhà. Vốn Đa Răng không định rung động, nhưng người đàn ông đó lại nói tới một ngôi nhà ấm áp và cảnh bóc quýt xem TV trong hạnh phúc, những điều mà Đa Răng đã từng thèm muốn qua ô cửa kính nhìn nhà hàng xóm. Điều này khiến cô tò mò về sự ấm áp đó. Bên này đời tư nam chính còn sốc hơn, ra là anh đã từng ly hôn. Hơn thế nữa, vợ cũ anh lại còn là nữ minh tinh màn ảnh hàng đầu. Tuy nhiên cô vợ lại hơi có vấn đề về thần kinh,
dù hơi hâm nhưng tính cách của cô vợ cũ có chút đáng yêu. Và hình như cả hai người còn chẳng có sự gắn kết nào như những cặp vợ chồng khác. Thông qua báo chí thì chuyện họ từng là vợ chồng ai cũng biết trừ Da Răng. Nên bắt gặp cô diễn viên ngoài nhà thì cô rất chi là ngạc nhiên đem khoe với bạn. May thay cô bạn ngăn kịp trước khi Giang Đô xuất hiện sau lưng. Bộ đôi oan gia sống cùng tòa nhà không tránh được những sự bất tiện. Trong lúc nam chính làm việc thì Da Răng mở nhạc ầm ầm khiến anh chú ý. Rồi khi mà cô ra đường làm việc thì ở nhà Giang Đô bị dột như là nhà tranh. Anh hết cách phải đi tìm nữ chính để giải quyết vấn đề rò rỉ nước. Nào ngờ không những phá vỡ bầu không khí hẹn hò của đôi trẻ, còn luống cuống ngáo ngơ làm gãy mất vòi hoa sen của Da Răng. Nữ chính cũng chỉ biết ngao ngán đứng nhìn người đàn ông trước mặt để dằn mặt anh chuyện làm kỳ đà cản mũi. Người đàn ông theo đuổi Da Răng đã tới tận phòng khám tìm nam chính, chỉ có điều khác với người ấm áp kiên trì theo đuổi một cô gái. Người này trước mặt Giang Đô lại lộ ra vẻ lạnh lùng và sắc khí vô cùng, khiến nam chính nhận định anh ta bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Điều này khiến anh nhớ lại vụ án 2 năm về trước, về tới nhà anh lại thấy người đàn ông đó đang đứng tán tỉnh Da Răng, tối hôm đó mượn cớ trả chiếc vòi hoa sen đã được sửa. Giang Đô còn tặng lại nữ chính lãng cây quýt mà vợ cũ tặng cho mình, nhờ một người chuyên làm chết cây như Da Răng chăm sóc. Tranh thủ lúc này anh cũng xin phép Da Răng cho phép anh nói những lời cô không muốn nghe. Tất nhiên là nữ chính ngăn anh phân tích như bác sĩ. Cơ mà cuối cùng Giang Đô cũng đưa ra một kết luận, đó chính là đừng hẹn hò với anh ta. Nói rồi anh bỏ đi để lại một Da Răng đứng hình. Xuống dưới nhà anh lại thấy người đàn ông kia vẫn ngồi chờ phía dưới, khiến anh lật lại hồ sơ vụ án 2 năm trước. Ngay tầng 3 nơi anh đang ngồi, ngay trước mắt anh chính là hiện trường của vụ án. Chẳng hiểu sao anh lại thấy trong vũng máu kia hiện lên ánh mắt của người đàn ông kia. Khi anh trên đường về nhà thì lại gặp lại ánh mắt đó. Người đàn ông đó đứng dưới đường như thể chờ đợi Giang Đô. Nam chính như thể quen biết người đàn ông từ lâu, bằng ánh mắt kiên định anh nói, đừng gặp lại cô ấy nữa. Đáp lại lời này của nam chính là ánh mắt mà anh từng thấy cách đây 18 năm về trước, ánh mắt của một cậu thiếu niên trên người chỉ mặc chiếc quần đùi, tay đang không ngừng vào bộ quần áo dính máu, một ánh mắt không có chút ngại ngùng mà lạnh lùng tới sởn gai ốc. Thứ đã ám ảnh Giang Đô suốt gần 20 năm qua, người đàn ông trước mắt anh hiện tại lại cho anh cảm giác lạnh lẽo ngày đó, nhưng hắn ta lại thay đổi hoàn toàn thái độ khi gặp Da Răng. Trông thấy hai người đàn ông nói chuyện, nữ chính lấy làm lạ, cộng với lời khuyên trước đó của Giang Đô, cô có chút tránh né người đàn ông theo đuổi mình này. Thế nhưng đáp lại sự vô tình của cô, hắn lại khiến người ta rung động. Trước cô chê hoa là rác thì nay hắn xếp một bông hoa giấy tặng cô. Chính vì vậy dù miệng nói không thích nhưng khi vô ý làm đổ cốc nước, thứ cô bảo vệ lại là bông hoa giấy thay vì cái cốc. Và khi không còn được cảm giác theo đuổi thì lại thấy nhớ. Tới ngày hôm sau, người đàn ông đó lại biến mất như bọt biển, không còn đứng đợi Da Răng ở bến xe buýt. Kỳ lạ là điều này lại khiến nữ chính cảm thấy hụt hẫng, có lẽ quả thực cô đã thích người đàn ông đó. Ba cái lúc tình cảm đang nhập nhằng thì nam chính lại chen chân vào, quan ra thế nào người ra lại để hàng mà Da Răng đặt trước nhà anh, nên buộc nam chính phải bê thùng hàng lên cho cô. Được nước tiện thể, nữ chính cũng mời anh chai nước, miếng ăn nào cũng có cái giá của nó. Và vậy là nam chính phải phụ Da Răng dựng cái lều mà cô vừa đặt. Trong lúc làm lụng thì cả hai cũng có hỏi qua lại vài câu. Tiện Da Răng cũng hỏi thẳng, vì sao anh lại ngăn tôi đến với người đó? Giang Đô lại chẳng thể nói nhìn anh ta giống kẻ sát nhân được. Anh chỉ nói là khi đối diện anh ta cảm thấy có chút lạ, một câu trả lời quá là vô tri, khiến Da Răng lại nghĩ ra được một kết quả khác hẳn. Có khi nào anh thích tôi không? Câu hỏi của cô lại khiến Giang Đô phì cười. Anh trả lời thẳng là không hề rồi lảng qua vấn đề khác, nhưng Da Răng lại cho rằng anh không dám nhìn thẳng cô nên là đang nói dối. Cơ mà Giang Đô là một bác sĩ tâm lý, theo nghiên cứu của anh nhìn thẳng mới là đang nói dối, vì để kiểm tra độ tin cậy của đối phương. Vậy ai mới là kẻ nói dối? Cho tới sáng hôm sau, người đàn ông đó không còn xuất hiện ở quán cà phê đợi Da Răng như trước. Điều đó lại khiến Da Răng cảm thấy nhung nhớ. Thấy vậy, cô bạn thân mới hỏi nguyên nhân là gì. Ra là đêm hôm nọ Da Răng đã bày tỏ sự khó chịu của mình khi anh ta xuất hiện, không biết do lời cảnh báo của nam chính hay vốn bản thân Da Răng sợ bước chân vào một mối quan hệ mới. Sự phân vân rằng cô rung động với sự chân thành của anh ta hay chỉ là rung động vì câu từ anh ta nói giống với ước mơ được làm con của nhà hàng xóm của Da Răng hồi 7 tuổi. Trong lúc cô đang dần chìm vào giấc ngủ với những lo nghĩ đó thì em trai của nữ chính gọi tới báo cho cô rằng người đàn ông theo đuổi cô đang ở quán của anh. Da Răng miệng bảo không quan tâm nhưng vẫn là xuất hiện cạnh anh ta, và thế là trong nền trời tuyết trắng rơi. Cuối cùng nữ chính cũng đồng ý sẽ tiến từng bước vào mối quan hệ với người đàn ông này. Anh ta nở một nụ cười hạnh phúc cùng với ánh mắt đầy ấm áp. Cơ mà hắn theo như nam chính nhìn nhận là bị tâm thần phân liệt chống đối xã hội. Trong bài thuyết trình của Giang Đô đang phân tích cũng nêu rõ những người như vậy khi nhìn thấy một từ hay sự vật sẽ phải phân tích rồi mới đưa ra biểu cảm cảm xúc của mình. Có điều quá trình phân tích đó nhanh hơn ta nghĩ, nên bề ngoài thậm chí họ còn có thể đồng cảm hơn người thường. Có lẽ nhờ vào điều đó mà người đàn ông ấy khi nói chuyện với Da Răng lại khiến cô cười suốt, vì anh có khiếu hài hước, lại để ý tỉ mỉ chi tiết và lưu giữ những lời nói của Da Răng. Cứ vậy bọn họ có một ngày hẹn hò ngọt ngào như bao cặp đôi mới yêu khác. Mọi thứ cứ vậy và kết thúc khi Da Răng trông thấy một hộp nhạc cũ. Cảnh phim đột nhiên lại chuyển tới chỗ của nam chính. Anh đem câu chuyện về cậu thiếu niên trong nhà vệ sinh năm đó kể cho ông cảnh sát. Qua lời kể của anh thì ông cảnh sát dặn anh phải cẩn thận. Một nam thiếu niên mà trên người chỉ mặc chiếc quần lót nhưng lại không hề thấy xấu hổ thì chắc chắn đó không phải kẻ bình thường. Theo nam chính thì cậu trai đó chính là người đàn ông này, người đang vì muốn theo đuổi Da Răng mà tới tận khách sạn nơi cô làm việc. Dù việc này khiến Da Răng cảm thấy rất bất ngờ nhưng quả thực nó cũng khiến cô vui. Dù vậy cô vẫn gặp anh sau giờ làm và nhắc nhở chuyện đó. Người đàn ông với vẻ mặt hối lỗi hứa sẽ chẳng tái phạm.
phạm lần hai. Trong lúc cả hai đang tâm sự thì đồng nghiệp của Đa Răng trông thấy từ ngoài cửa. Vì không muốn tin đồn lan xa nên cô đuổi theo tên đồng nghiệp Thanh Minh. Cơ mà chuyện hẹn hò có lẽ cũng là nên nghĩ lại. Khi mà lúc nữ chính trở lại thì thấy chuyện sốc, người đàn ông cô đang chuẩn bị hẹn hò lại đang mở điện thoại của cô, dù không biết anh ta tìm đâu ra được mật khẩu. Cơ mà điều đó cũng đã đủ khiến Đa Răng sợ hãi tới đứng hình. Cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Khi Đa Răng quay trở lại thì người đàn ông đã biến mất, chỉ còn một bông hoa anh ta xếp vào chiếc điện thoại của cô. Nữ chính cứ sững sờ ngồi ở đó cho tới khi trời tối muộn. Tình cờ Giang Đô lại đi ngang qua, một lần nữa cô lại hỏi nam chính về lý do ngăn cô yêu người đàn ông kia. Thế nhưng Giang Đô lại chưa tìm ra được bằng chứng để phản hồi. Cũng không khó để Giang Đô nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của Đa Răng. Anh hỏi cô có ổn không thì cô chỉ trả lời không sao cả. Cơ mà câu trả lời đó có nghĩa là cô đang rất có vấn đề cần được nói ra. Nếu như cô muốn trải lòng thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Nói vậy nhưng Đa Răng vẫn ôm theo tâm sự đi làm. Chăn trở về hành vi của người đó, cô không thôi suy nghĩ, cầm bông hoa người đàn ông kia để lại. Cô nhớ lại có chiếc bút đỏ trên bàn, liền mở bông hoa ra xem thì bất ngờ trong đó có một lời nhắn về mã số của một hộp gửi đồ. Lúc này nam chính trở về thì thấy người đàn ông xuất hiện ở trước cửa nhà. Ánh mắt anh ta như là đang chào tạm biệt tầng 4 của nữ chính. Linh cảm có điều chẳng lành, Giang Đô liền lấy xe đuổi theo người đàn ông đó. Bên này nữ chính cũng đã đi tới tủ gửi đồ, theo dòng chữ mà người đàn ông để lại. Khi mở ra bất ngờ bên trong lại là chiếc hộp nhạc mà cô từng nói thích khi đi cà phê với anh ta. Lúc đó cô đã kể cho anh ta chuyện chiếc hộp nhạc được ví như con mèo đen phát âm thanh tới cuối cùng để tố cáo tội ác của kẻ sát nhân. Âm thanh của hộp nhạc cứ vang lên thánh thót, chậm rãi từng chút một, như lòng người lại hối hả hoảng hốt. Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt cũng là lúc bức ảnh của quá khứ được hiện ra, cũng là lúc mà nam chính tìm tới nơi chiếc xe của người đàn ông đang đỗ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, người đàn ông kia từ trên cao nhảy xuống ngay trên chiếc ô tô của mình. Ngay trước mắt của Giang Đô, thì ra cậu bé năm ấy từng gặp Đa Răng nơi trại trẻ phát sách lại chính là người đàn ông đang dần chút hơi thở cuối cùng, chỉ còn dòng chữ anh để lại cho cô: tôi đã tìm em thật lâu. Tiếng nhạc chỉ ngừng khi nó tố cáo được tội ác. Phía sau bức ảnh của quá khứ lại là một bức tâm thư của kẻ sát nhân. Từng câu chữ hắn miêu tả lại cách thức giết người, từ vụ đâm chết một người phụ nữ tới vụ án đâm chết một viên cảnh sát khi đang điều tra, và cả vụ án tại tầng 3 tòa nhà nữ chính đang ở. Những tình tiết máu lạnh khiến Đa Răng như mất hồn, người khiến cô rung động thực chất lại là một kẻ sát nhân hay sao? Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Ông chú cảnh sát trông thấy Giang Đô người đầy máu thì lo lắng. Thế nhưng chỉ là anh đã cố sơ cứu cho nạn nhân, tiếc là không kịp. Lúc này nữ chính cũng đã đem theo bức thư tới đồn cảnh sát. Dù đã có ý định tiến vào mối quan hệ với người đàn ông đó, thế nhưng khi công an hỏi đến thông tin gì cô cũng đều không biết. Tới giờ Đa Răng mới nhận ra, bản thân cô chỉ biết mỗi tên của người đó, ấy vậy mà cái tên đó cũng là giả. Những gì cô biết về anh ta, rốt cục cái nào mới là thật? Nam chính cũng đã tới đồn cảnh sát, trông thấy anh trong bộ dạng nhem nhuốc máu thì Đa Răng mới biết về sự thật tàn nhẫn hơn. Trong một đêm cô phải đón nhận những thứ kinh khủng nhất trước giờ, không tránh được cảm xúc tồi tệ. Nghĩ vậy, Giang Đô dù đã xong việc vẫn cố đứng đợi cho tới khi nữ chính đi ra, lòng chứa ngàn lời muốn nói để an ủi người con gái đang cố bình tĩnh trước mặt, nhưng có lẽ không lời nào đủ để xoa dịu tâm trạng cô lúc này. Cứ vậy Giang Đô chỉ lặng lặng đưa Đa Răng đi về. Trên đường họ tạt vào một quán cơm, anh chỉ yên lặng và làm mọi thứ giúp nữ chính. Trước khi Đa Răng lên nhà còn nhờ bạn của cô đi cùng, còn đem cho nữ chính một vỉ thuốc tiêu hóa kèm một chiếc kẹo mút. Đa Răng như cái xác không hồn trở về phòng, cơ mà cũng không quên dặn cậu tóc xù coi chừng nam chính. Những kẻ khốn khổ cứ vậy lo lắng cho nhau. Đúng như lời Giang Đô nhắn nhủ, cả đêm đó là một đêm trắng của Đa Răng, cô chỉ có thể dùng tới vỉ thuốc mà anh đưa. Một đêm dài trôi qua nhưng sự chú ý của Giang Đô lại chỉ dành cho nữ chính, mặc cho cậu bạn thân mới chuyển tới đứng bên cạnh nói chuyện hết mình. Trông thấy cô, anh tự động đi vào ngồi dù chẳng được mời, tự động hỏi thăm cô có ngủ được hay không, nhận thấy đây quả là một hàng xóm chân thành. Đa Răng mạnh dạn nhờ anh chở cô về quê thăm mẹ, dù biết đó là một nơi xa nhưng nam chính đồng ý cái phục. Anh cũng chẳng buồn hỏi lý do vì cũng đoán được là chẳng ai yên tâm để cô đi một mình, và thế là cả hai lên xe tiến về quê. Trên suốt chặng đường Đa Răng liên tục tìm chuyện để nói, kiếm đủ chuyện trên đời để hỏi Giang Đô nhưng anh chỉ đáp lại ngắn ngủn. Vừa nhìn qua là anh biết cô đang ái ngại bầu không khí im lặng trong xe nên mới bắt chuyện với anh cho bớt đi sự ngượng ngùng. Quả thực đi xe với bác sĩ tâm lý cũng mệt mỏi, khi mà muốn làm gì anh cũng có thể đoán ra. Cũng may có cuộc gọi của cậu bạn thân nam chính phá tan bầu không khí. Giang Đô có mỗi hai người bạn chỉ cốt, một ông bác sĩ thú y đã xuất hiện trước đó, còn thêm một người này nữa làm ở đài truyền hình. Cứ điện này nỉ nam chính tham gia đài radio mà cậu ta sản xuất. Để này nỉ anh thì cậu ta nói luôn qua chuyện nam chính sát gái thế nào, đi tới đâu là gái đổ tới đó. Tất nhiên toàn cuộc nói chuyện đều bị Đa Răng nghe thấy, thế là người ngượng lại chính là Giang Đô. Cuối cùng thì cả hai cũng vì thế mà cười đùa thoải mái hơn. Vốn nam chính chỉ định đưa Đa Răng về tới đây thôi, còn anh sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi tạm. Nào ngờ cả hai lại bị mẹ của Đa Răng bắt gặp. Như một định mệnh, nam chính được một vé trở thành con rể tương lai trong mắt bà mẹ nữ chính. Sau một màn dạo đầu thì có vẻ anh đã lọt qua vòng gửi xe của bà mẹ. Đang lúc anh ngồi chờ cơm thì có người gọi đến quán của bà. Bất đắc dĩ nam chính trở thành nhân viên của quán nhận điện thoại. Sau 2-3 câu thì chất giọng quanh quen đủ để anh biết đầu dây bên kia là ai. Không ai khác chính là cô vợ cũ của nam chính. Cô tới tận đây đặt pizza cho bạn trai mình đang quay quảng cáo. Thế nhưng trông thấy sự xuất hiện bất thình lình của chồng cũ ở đây,
lại còn là cạnh bên người con gái khác khiến tâm trạng cô vợ cũ bị biến đổi và lây cho rằng Đô phải thanh toán 30 hộp pizza mà cô vợ cũ đã đặt, lại còn phải mang tới tận nơi ship cho bạn trai của cô nữa. Kiếp nạn chưa dừng lại ở đó, trong lúc anh cùng mẹ con Đa răng dạo trên biển, thì đột nhiên bà mẹ xô ngã anh xuống nước, sau đó lôi điện thoại ra chụp khoảnh khắc quê độ của hai đứa trẻ. Giết rồi không có ai tâm lý ổn định trong bộ phim này. Sau một ngày dài, cuối cùng cả hai cũng có thời gian ngồi lại bên bờ biển tâm sự. Chỉ một câu cô không làm gì sai cả của Giang Đô cũng khiến nữ chính rơi lệ. Tâm trạng của Đa Giang thật khó tả khi người khiến cô vừa chớm mở lòng lại từ giã cõi đời đột ngột. Hơn thế nữa, hắn lại là một kẻ sát nhân man dợ, vì thế tới tiếc thương người đó cũng không thể được. Cảm giác bất lực khi không thể khóc dù rất muốn. Vậy mà giờ cạnh bên một người hàng xóm mới quen chưa lâu, Đa Giang lại nấc lên từng hồi. Vụ án tên sát nhân tự tử vẫn đang được cảnh sát điều tra. Qua máy quay an ninh, họ tìm được người ăn xin đã bỏ chiếc hộp nhạc vào tủ. Khi nói chuyện với gã ăn xin thì lại chỉ xác nhận được thông tin về việc người đàn ông đã chết thuê hắn làm điều đó. Hơn nữa, người ăn xin này bị bệnh gì đó mà phần da chứa dấu vân tay cũng bị ăn mòn hết trơn. Ông cảnh sát lại đem chuyện này tới tâm sự cùng nam chính, trái với những nhận định của truyền thông hay chính cảnh sát. Giang Đô lại cảm thấy vụ án có chút kỳ lạ, dù rằng người đàn ông đó có nguy hiểm, nhưng cách anh ta chết khiến nam chính nghi ngờ. Anh cho rằng vụ án lần này là một màn ngụy tạo chứng cứ và giết người có dàn dựng, thế nhưng đáp lại lời anh lại là sự kích động của ông cảnh sát. Ông cố nói to những bằng chứng quy tội tên sát nhân như là để thuyết phục chính bản thân mình, bởi vì trong bức thư thú tội tên sát nhân đã khai nhận việc hắn giết một viên cảnh sát, đó chính là viên cảnh sát dưới trướng của ông công an này. Hai năm trước, ông đã đón nhận tin cấp dưới của mình đã bị chết não khi làm nhiệm vụ. Cảm giác áy náy tự trách tới cùng cực, trùng hợp thay nam chính cũng đang có mặt ở đó vì căn bệnh tim của mình. Ngày hôm sau, anh nhận được tin đã có người hiến tặng tim cho anh. Trái tim đó chính là trái tim quả cảm của chiến sĩ cảnh sát ấy. Trái tim đó đã gắn kết anh và ông cảnh sát cho tới hôm nay. Sau một hồi bình tĩnh lại, ông cảnh sát cũng sống đúng với suy đoán của mình. Ông sẽ điều tra vụ án này lại từ đầu. Bên này, nữ chính để cảm ơn Giang Đô mà đã chi không biết bao nhiêu xu để quay trúng thưởng. Sau 7749 lần cuối cùng, cô cũng mang được chiếc móc khóa hình bác sĩ Halo tặng cho Giang Đô. Một nhân vật bác sĩ siêu anh hùng chuyên chia sẻ trái tim mình để sưởi ấm trái tim của người khác. Lời cảm ơn rồi lời xin lỗi lần lượt được hai người nói ra. Có lẽ cả hai người đã dần gỡ bỏ tấm rào chắn trong quan hệ của mình và khởi đầu nó bằng một cái bắt tay chân thành, mọi chuyện lại trở về thường nhật. Nữ chính cũng đã dần bắt kịp với cảm xúc thường ngày, vẫn đi làm và vui vẻ như trước. Thế nhưng ngay khi cô đang sẵn sàng cho những điều mới mẻ, thì khuôn mặt cũ lại lướt ngang qua khiến Đa Giang đứng hình mất 5 giây khi cô đi theo bóng dáng quen thuộc đó. Thì khuôn mặt đó, ánh mắt đó, người đàn ông bằng da bằng thịt trước mặt cô đây lại có ngoại hình giống y đúc tên sát nhân đã chết. Trông thấy khuôn mặt tưởng chừng không còn trên đời nữa khiến Đa Giang cứng người. Cũng may một người khách nước ngoài bước đến, đủ để cô nhận thức lại rằng người phía trước không phải là người cô quen. Lấy lại bình tĩnh, nữ chính lục tìm thông tin trong danh sách khách hàng thì sự thật lại càng khiến cô choáng váng. Người đàn ông này lại là một người hoàn toàn khác, khác cả tên họ lẫn quốc tịch. Anh ta tên Ian và là một bác sĩ ngoại quốc mới về Hàn. Cô đem chuyện này báo lại cho cảnh sát, mặc dù không thể nói thông tin của khách hàng, chỉ là cô muốn nói về việc trên đời tồn tại một người giống người đã chết y đúc. Cô hỏi ông cảnh sát rằng có khi nào người đã chết ấy có anh em sinh đôi không? Thế nhưng ông cảnh sát lại không hề có đáp án cho chuyện đó, chỉ muốn hỏi cô về bức ảnh trước nhà thờ mà tên nghi phạm để lại. Nhưng ký ức của nữ chính lại không hề còn tồn tại hình ảnh đó. Cô đem chuyện hỏi em trai mình xem cậu có nhớ được gì không, thì cậu em lại nhớ như in hình ảnh ngày đó, họ còn trộm quả chuông ở cây thông về nữa mà. Trong lúc này, nam chính trở về phòng khám thì phát hiện đã bị mất món quà cờ rớt tặng. Ra là sáng hôm nay cô vợ cũ đã có ghé qua rồi trộm mất. Trông thế nhưng cô vợ cũ đến là vì muốn nói rằng anh hãy cứ hẹn hò nếu anh muốn, cô sẽ rất ủng hộ. Biết là cô không được bình thường nhưng quan hệ của hai người quả thực rất độc lạ. Cô vợ cũ trộm móc khóa đi để đo độ tình cảm của nam chính. Nào ngờ đúng như cô đoán, anh quả thực xem trọng món quà này nên mới gọi cho cô cháy cả máy. Hết cách, Giang Đô đành phải ra quay thưởng tìm cho bằng được móc khóa đó. Tiếc là sự việc bị Đa Giang bắt gặp, trông anh ngốn tiền thấy thương nên nữ chính cũng giúp anh một tay. Sau một lúc quay hết mình thì cuối cùng vận may cũng ghé chào bọn họ. Chúng đúng con siêu nhân thôi mà khiến cả hai người hú hét như trẻ con, rồi cả hai cùng tung tăng chung lối về, cùng trò chuyện những thứ đang khiến Đa Giang băn khoăn, ví dụ như là câu chuyện về người song trùng. Nam chính lại không để tâm chuyện một người giống tên nghi phạm xuất hiện. Đang về thì nữ chính nhận được điện thoại của mẹ. Khi biết cô đang đi cùng Giang Đô thì bà đòi gặp anh bằng được, tưởng đâu chuyện gì, hóa ra người mẹ buôn dưa lê với anh về hành động của bà hàng xóm. Cứ thế hai người nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, như thể cô con gái không hề tồn tại. Càng vậy, Đa Giang càng thấy người đàn ông trước mắt thú vị, có vẻ anh có thể khiến bất kỳ ai cũng có thể thân quen dù chỉ mới gặp. Sự xuất hiện của một người giống hệt người đã chết khiến tất thảy đều sửng sốt. Có lẽ tên hung thủ thực sự cũng vậy. Tất nhiên, ông công an trông thấy khuôn mặt ấy trên TV thì không thể ngồi yên, tức tốc tới khách sạn của Đa Giang tìm gặp người đó. Tất nhiên là vô ích vì cơ chế bảo mật thông tin của khách sạn. Hết cách, ông chỉ để lại bức thư
thư cho Ian và dặn hạ thủ theo dõi hắn ta. Trong khi đó, Ian thì đang sắp sửa ra ngoài, chợt thính giác của anh ta như nhạy cảm hơn ai hết, nghe rõ mồn một tiếng bước chân từ phía xa. Sau đó từ khe cửa một dòng máu tươi tràn vào đầy ghê rợn, thế nhưng anh ta lại chỉ bình tĩnh như thể đã gặp cảnh này nhiều lần, ra là tất cả chỉ là ảo giác của anh ta. Thực ra người thư ký mang thư của cảnh sát tới ngoài cửa mà thôi, sự nhạy cảm về thính giác khiến anh ta ngay cả khi chạy bộ cũng linh cảm được có người đang theo sau mình. Hôm nay cũng là ngày cậu bạn thân của nam chính dọn tới khu nhà này, vậy là tất cả mọi người có dịp quây quần làm quen với nhau. Trông thấy gái xinh là hai đứa bạn của Giang Đô cứ như mèo gặp mỡ, không có lấy nổi một người bình thường ở trong khu nhà này thì phải. Cơ mà cũng qua cuộc nói chuyện cả hai mới phát hiện ra, thằng bạn thân một đời không đi cao tốc, lại lái xe đường dài chỉ để chở nữ chính về quê. Vậy là từ đó trong mắt họ Đa Giang như là em dâu của mình, mà có lẽ nữ chính cũng dần có tình cảm với Giang Đô rồi. Khi mà vừa trông thấy cậu bạn thú y của nam chính vừa khóc vừa chạy, miệng thì than thở rằng Giang Đô bị thương rồi, lòng Đa Giang lại như lửa đốt. Đã vậy gọi cho nam chính thì ỏ ý e, sốt ruột cả nửa ngày cuối cùng cô cũng gọi được cho cậu tóc xù hỏi tình hình. Ấy vậy mà cậu ta lại đang đi xem mắt nên trả lời qua loa, rằng nam chính đang ở bệnh viện mà thôi. Đúng là Giang Đô đang ở viện nhưng với tư cách là bác sĩ ngoại trú, hôm nay là một ngày dài anh vật lộn với những ca bệnh. Tới khi anh cầm điện thoại thì đã thấy chục cuộc gọi nhỡ từ Đa Giang, nam chính tưởng có chuyện gì chẳng lành. Vốn anh không bao giờ chạy vì là người ghép tim, thế nhưng lại vội vã chạy về tìm Đa Giang, nào ngờ ra tới cửa đã thấy Đa Giang ở ngay đó rồi. Cả hai trông thấy nhau còn lành lặn thì trố mắt ngạc nhiên, thì ra Giang Đô mà cậu bạn khóc lóc thảm thiết là một con chó mà thôi. Việc đặt tên gây hiểu lầm ấy thế lại là một phép thử tình cảm của cả hai, sao tôi lại có mặt ở đây tôi cũng không hiểu nổi nữa, cứ vậy trái tim của nam chính cũng dần mở cửa. Nhìn nữ chính, anh muốn nói với Đa Giang rằng em có quyền được gục ngã, được quyền yếu đuối, nếu có lỡ vấp ngã em có quyền bám lấy một người để đứng lên. Người nào đó có thể là tôi, nhưng lời lại chỉ giữ trong lòng thì coi như không có gì xảy ra, có dễ để xem như chưa có gì xảy ra hay không. Hay như nữ chính khi đang tới thăm cậu em trai thì vô tình lại gặp vị khách có khuôn mặt giống người đã chết ở đó. Trông thấy khuôn mặt đó bất giác hô hấp có chút khó khăn, không tránh được những cái nhìn lén đầy gượng gạo. Quá khó chịu với điều đó, Ian đã lôi nữ chính ra nói rõ rằng anh giống người cô quen khiến anh cảm thấy khó chịu. Đa Giang được nói chuyện với anh ta khiến cô nhận ra người đàn ông đầy lạnh lùng trước mặt thực sự không phải người cô biết, cô chỉ biết cúi người xin lỗi vì những hành động vô thức của mình. Người đàn ông trước mặt cô không còn là gã đàn ông hay mỉm cười, mà là người tên là Ian, là một bác sĩ hàng Kiều mới về nước mà thôi. Bên này, nam chính cũng tham gia vào điều tra cùng ông cảnh sát. Sự xuất hiện của người tên Ian khiến họ hoài nghi về vụ án nhiều hơn để nắm rõ lại cảm nhận của mình. Giang Đô tự mình đi đến hiện trường vụ án trong đêm, trải nghiệm lại những gì anh đã trông thấy vào đêm hôm đó. Hung thủ sẽ luôn trở lại hiện trường một lần nữa. Với tâm niệm đó, nam chính đã tiến vào phía trong. Ấy vậy nhưng khi tiến tới gần vị trí người đàn ông nhảy xuống, anh lại trông thấy bóng dáng của một người khác cùng với chiều cao, bước đi, phong thái tương tự và một khuôn mặt tương tự. Ian xuất hiện trước mắt Giang Đô cứ như thể người chết sống lại. Đó là hai cá thể khác hẳn nhau nhưng cùng mang một hình hài. Đâu ai biết được rằng hai anh em đang cùng ngồi ăn này 12 tiếng trước đã gây ra chuyện tồi tệ thế nào. Chỉ thấy người em từ trong nhà chạy ra, mặt mũi be bét máu. Trông thấy người có khuôn mặt giống mình đã đứng đợi sẵn trước cửa, chỉ trong một chớp mắt chàng trai đó lại bước vào căn nhà. Nhìn thấy người mẹ đã bất động dưới đất, còn người cha thì như vẫn chưa hết cơn thịnh nộ lao vào chút lên cậu. Nhưng không cam chịu đòn roi, cậu đã vùng lên chống trả, xô ngã người bố xuống sàn. Chỉ không ngờ những mảnh vỡ ông gây ra đã tiễn ông về trời sớm một bước. Người gây ra điều đó chính là người anh đã hoán đổi với cậu em song sinh của mình. Hình ảnh dòng máu đỏ tươi tràn trên sàn ám ảnh tới tận hôm nay, đó chính là quá khứ của kẻ đang đứng trước mặt Giang Đô lúc này. Đúng vậy, Ian chính là anh em song sinh với người đàn ông đã chết tại đây. Nam chính chỉ giới thiệu tên mình rồi hỏi vì sao Ian lại có mặt ở đây. Nhưng với điệu bộ lạnh lùng và coi thường, anh ta cứ thế đi mất. Sáng hôm sau, nam chính tìm tới Đa Giang để nói lời xin lỗi vì hôm trước anh đã không tin câu chuyện trùng sinh mà cô nhắc tới. Anh không ngờ trên đời lại có người giống người tới như thế, rồi cứ vậy cả hai đã đi cùng nhau tới tận điểm xe buýt lúc nào không hay. Tới chỗ làm, Đa Giang lại gặp phải vấn đề mới cần xử lý, một cậu bé con trai của khách hàng ngoại quốc cứ trốn không chịu ra ngoài. Trong khi phụ huynh của bé đã giao phó trách nhiệm chăm sóc cho khách sạn, nhưng bằng mọi biện pháp Đa Giang cũng không thể kéo được cậu bé ra ngoài. Chỉ thấy được những bức tranh mà cậu vẽ trong quyển sổ, để hiểu được suy nghĩ của cậu bé, nữ chính đã gọi cho Giang Đô nhờ tư vấn. Thanh niên thấy điện thoại của cờ rớt thì bối rối không biết làm gì, vì cô gọi video nên Giang Đô ngượng chỉ biết quay cam xuống chân. Rốt cục thì Đa Giang chỉ là muốn anh nói rõ hơn về những bức tranh mà thôi, sẽ không ai nói là hai người cố tình gọi để nhìn nhau đâu. Cơ mà nhờ sự phân tích của Giang Đô thì nữ chính cũng hiểu cậu bé hơn, cô không còn thúc giục đứa trẻ ra ngoài nữa mà bắt đầu vận dụng khả năng bịa chuyện của mình. Kể câu chuyện của khủng long dựa trên niềm mong muốn của đứa trẻ, cuối cùng cậu bé cũng chịu ra ngoài và ăn đồ ăn ngon lành. Để cảm ơn sự giúp đỡ của nam chính, nhân dịp hôm nay mẹ cô gửi một thùng mực khô to đùng cho con gái. Đính kèm món quà cho con rể tương lai, Đa Giang đã mua thêm quýt rồi để trước phòng khám của Giang Đô. Vốn định nhắn tin cho anh, nào ngờ đúng lúc nam chính lại đi ra, mỗi thế thôi lại khiến hai người thấy ngại ngùng.
Chuyện ngại ngùng chưa dừng lại ở đó, hôm nay nam chính lại có buổi phát sóng trên đài radio. Khi kết thúc, MC có hỏi anh đề xuất bài hát kết thúc chương trình. Nam chính nhớ lại giai điệu mà Đa Giang Ngân Nga hôm nọ, liền chọn bài hát cô thích. Nào ngờ cậu bạn trong đài truyền hình thấy ai cũng thích Giang Đô, liền nổi cơn ghen tức, vội bay cho tới phòng phát thanh. Tới khi nam chính ra tới xe nghe radio thì bài hát được gửi tới kèm lời nhắn: "Tôi xin gửi bài hát này tới người con gái ngọt ngào đã cùng tôi đi găng nừng." Nghe tới đây, Giang Đô sượng ngang vội vào tìm thằng bạn trời đánh tính sổ. Cơ mà cái quan trọng là cả nước đã nghe thấy mất rồi. Độ quê tiếp tục tăng lên khi anh đang thử mũ bảo hiểm và tạo dáng ngơ ngốc thì bị Đa Giang bắt gặp. Cơ mà hóa ra anh mua mũ bảo hiểm để tặng quà cho mẹ của nữ chính, lại còn xách hộ đồ cho Đa Giang. Cả hai cứ tán tỉnh thả thính nhau suốt cả chặng đường, cùng ngồi lại ăn mì với nhau. Ở đây nữ chính cũng thành thật rằng bản thân đã nghe bài hát trên radio của anh, vốn không nghĩ người con gái anh nhắc đến là mình. Cơ mà Giang Đô ngốc thì tự khai ra hết cả mọi chuyện. Để chữa ngượng, cả hai chuyển chủ đề qua cái cây nở hoa giữa mùa đông rồi kêu nó là hoa điên. Câu chuyện có vậy nhưng khiến Đa Giang cười cho tới tận khi gọi điện nói chuyện với mẹ mình. Câu chuyện vòng vèo một hồi thì trở về quá khứ, ngày mà em trai cô nằm bệnh viện. Còn cô thì không muốn em mình khỏi bệnh, vì nếu khỏi thì hai chị em lại phải về nhà với người cha nát rượu. Nghe thật là bi kịch phải không? Bên này nam chính cũng đang chìm trong bi kịch, khi anh trai của anh bị bệnh mất sớm, còn người mẹ thì xem anh như là thừa thãi trong căn nhà này. Hai đứa trẻ lớn lên trong khốn khổ, nhưng khi Đa Giang trông thấy người ta ném thuốc lá lên một bông hoa, cô đã dọn những tẩu thuốc ra xung quanh để bông hoa được sống. Khi nam chính trông thấy thì lại ném hết tẩu thuốc vào thùng rác. Tới khi nữ chính trông thấy thì như cảm nhận được niềm vui ở trong sự khốn khổ, cô để lại đó chiếc kẹo mút mà mình được cho, đâu biết rằng chiếc kẹo mút đó lại gắn kết định mệnh của cả hai người ở thực tại. Sự thực là khi bài hát cất lên ở radio, nữ chính đã nghe thấy, cô hiểu cả lời nhắn là gửi tới bản thân mình. Lúc đó trái tim đã rung lên tới mắc cỡ ném cả loa vào tủ lạnh. Lúc này ngoài trời tuyết đầu mùa cũng đã rơi, nam chính thấy vậy thì như có thêm động lực, vội chạy lên tận tầng 4 tìm Đa Giang. Vốn anh nói anh không phải người hay chạy mà sao dạo này chạy nhiều ghê, có lẽ là vì chạy đi tìm người anh yêu. Trong đêm tuyết đầu mùa, hai con người thích nhau muốn làm trò điên khùng, vậy là cả hai kéo nhau tới 1.000 bậc cầu thang, leo hết số thang đó chỉ để ngắm cái cây điên mà họ bàn tán lúc nãy. Chưa đủ độ điên, Giang Đô còn xúi nữ chính nhảy lò cò quanh cây. Cái cây không điên mà họ mới là người điên, rồi cả hai lại cùng ngồi xuống khoe khoang độ điên của mình thời còn trẻ. Dù giờ chưa già lắm nhưng cả hai vẫn muốn sống tiếp tuổi trẻ của mình, không thể mắc cỡ hơn cả hai hóa trang thành Hắc Bạch Kim Tinh rồi xuống phố, khiến người qua lại chỉ cho cười đùa. Vui chơi quá đà, rốt cục là tiệm hóa trang đóng cửa, cả hai phải vác cái bộ dạng đó đi xe buýt về nhà. Hai con người này cứ vậy tiếp tục cuộc sống đồng điệu hết mức. Từ bao giờ mà cả hai đã chăm nghĩ tới nhau và cười mỗi lần gặp nhau như thế? Một người cũng điên không kém chính là cô vợ cũ của Giang Đô. Vì muốn trốn tránh người tình trẻ của mình mà cô đã trốn chui lủi dưới nhà xe, trùng hợp thay người vớ phải cô lại chính là nữ chính. Bất đắc dĩ, Đa Giang trở thành xe ôm của cô diễn viên nổi tiếng này. Bình thường thì không nói, bên đây vừa lên xe cô đã nói đủ thứ trên đời, mà hỏi muốn đi đâu thì cô lại bảo cứ đi đi vì cô cũng không có đích đến. Rốt cục cả hai lòng vòng đi lạc suýt tới cả Busan, không thấy cô chàng tình trẻ đi tìm cô khắp nơi. Tới gặp cô bạn thì ăn chửi rồi bị đuổi đi. Hết cách, anh mạnh dạn tới tìm gặp nam chính, cậu trai, vì để theo đuổi cô diễn viên lớn hơn chục tuổi mà tới tìm cả chồng cũ của người ta, hơn cả một người chồng cũ Giang Đô còn là một bác sĩ tâm lý. Qua cuộc nói chuyện, anh cũng hiểu được phần nào tình cảm của hai người. Lúc này Đa Giang cũng đã trở về cùng với cái đuôi nhiều chuyện này. Vốn tưởng cô sẽ vào phòng khám của chồng cũ, nhưng không, nơi cô ấy muốn tá túc lại là nhà của Đa Giang. Với một sự tự nhiên như rồi, cô diễn viên nhanh chóng tiến vào như nhà mình, lại còn đòi mượn quần áo của nữ chính để ngủ lại qua đêm. Tất nhiên Đa Giang nổi cáu lên không đồng ý. Cơ mà cô diễn viên này cũng tội nghiệp, vì quả thực cô chẳng có chỗ nào để đi. Cộng 10 điểm vì sự đáng yêu nên cuối cùng cô cũng được ở lại nhà nữ chính. Bên này Giang Đô cũng không khá khẩm hơn, vừa về tới nhà đã thấy hai thằng bạn mình đóng đô như đúng rồi, không những đuổi không đi mà còn ăn nhậu nhà anh tới say bét nhè. Dù có nói thế nào thì hai thằng bạn ấy vẫn không thèm nghe lời Giang Đô. Một bên thì sợ làm thức tỉnh giấc ngủ của cô diễn viên, một bên thì bị hai gã say rượu ngáy to làm cho khó ngủ. Vậy là như có hẹn từ trước, nam nữ chính lại gặp nhau ở ngoài đường, và thế là cả hai cùng vào phòng khám của nam chính uống cà phê cho dễ ngủ. Có những thứ năng lượng cứ gặp nhau lại làm trò khùng điên như hai người, để rồi có mỗi tranh cãi nhau về chuyện thôi miên thôi mà lỡ nắm lấy tay nhau, song sinh ra ngượng nghịu mỗi người một phương trời. Nhắm mắt một cái trời đã sáng, còn cả hai thì ngủ không biết gì. Cho tới khi cô nhân viên của Giang Đô đánh thức thì cả hai mới luống cuống rời đi. Sự ngại ngùng của họ khiến ai cũng ngầm hiểu. Tiếng còi xe cảnh sát phá tan không khí, ông cảnh sát chạy như ma đuổi vào phòng cấp cứu. Nỗi ám ảnh chuyện 2 năm trước khiến ông như muốn húc đổ cửa phòng mổ. Ra là cấp dưới của ông đã bị thương trong lúc theo dõi Ian. Chỉ thấy là trong lúc đi theo Ian thì cậu cảnh sát gặp một tên khả nghi nữa. Khi đuổi theo người đàn ông lạ mắt đó thì bị hắn ta đâm một nhát trọng thương. Người phát hiện và đưa anh vào viện lại chính là Ian. Người cứu sống anh cũng chính là Ian. Điều này khiến ông cảnh sát rơi vào bế tắc. Vì chuyện này mà ông cũng bị cấp trên trách mắng. Ông đã quá thiên vị người cấp dưới đã hy sinh nên mới điều tra bất chấp như vậy. Rốt cục là vì thiên vị mà khiến một cấp dưới khác suýt cũng ra đi. Những lời trách phạt này Giang Đô đứng ngoài cũng nghe thấy. Nói về thiên vị, anh tự dưng cũng nhớ về chuyện quá khứ. Hồi còn nhỏ, anh trai của anh gặp bệnh hiểm nghèo, người mẹ cứ kiên quyết đòi anh hiến thận cho anh trai, dù rằng anh bị bệnh tim. Đó có phải là sự thiên vị hay không? Khi để trốn việc đó, cha của anh còn đem anh tới gửi ở cô nhi viện. Mãi tới khi anh trai qua đời thì Giang Đô
mới được đón về. Để rồi nhận lại sự gảy lạnh của mẹ mình, lời của viên cảnh sát kéo răng đôi lại thực tại. Phía cảnh sát nhờ anh phân tích dáng đi của tên hung thủ. Nam chính phải đi tìm câu trả lời rằng tên hung thủ và Ian liệu có phải là một hay không. Lúc này Ian cũng đang đem cho cốt em trai mình bỏ vào tủ kính, cảm giác như linh hồn của người em đang từ từ quay lưng bước đi, dẫn Ian đi theo những lời nhắn về những vụ án mạng, cuối cùng là dẫn lối anh tới gặp nữ chính. Cơ mà cuối cùng cũng chẳng có thông tin gì hơn ngoài một cái chết đầy bí ẩn và bức thư tự thú của người em. Tối đến Ian lại làm bạn với thuốc ngủ, vẫn là những mảnh ký ức thuở thiếu thời. Những ký ức đen tối đó cứ vậy đẩy Ian vào hố đen, cho tới khi anh mở mắt ra thì nữ chính đã ở trước mặt. Tiếng thở gấp và hành động của Ian khiến Đa Răng bất ngờ. Anh vật ngửa cô ra rồi bóp cổ cho tới khi nữ chính dần hết không khí. Ra là cấp trên của Ian tìm anh mãi nhưng anh không xuất hiện, vậy nên nữ chính mới lên tận phòng kêu anh dậy. Nào ngờ Ian đang chìm trong ác mộng lại theo bản năng bật dậy bóp cổ Đa Răng, cho tới khi có tiếng người bên ngoài mới kéo được ý thức anh trở lại. Dù suýt chết nhưng Đa Răng lại không muốn làm lớn chuyện, cô chỉ âm thầm chịu đựng sự sợ hãi trong lòng. Trong khi đó nam chính thì bị rơi vào cuộc sống bán cà phê đầy khó khăn. Vì chủ quán hiện vắng nhà nên anh bất đắc dĩ thành nhân viên trực quầy. Làm bác sĩ là vậy nhưng khách gọi đồ uống nói tắt thì anh như mù đường. Cũng may có Đa Răng xuất hiện kịp thời, không thì dẹp tiệm để giúp nam chính nên Đa Răng tranh thủ về nhà thay đồ, cũng như đưa bánh cho cái đuôi đang đợi cô ở nhà. Cô vợ cũ của nam chính không biết từ bao giờ coi đây là nhà mình, còn đòi nữ chính mua đồ ăn cho. Cơ mà có thêm cô trong nhà kể cũng vui, nói đôi ba câu rồi nữ chính cũng có mặt để giúp quán cà phê. Nhiệm vụ của hai nhân viên tạm thời là đi lấy hạt cà phê trong nhà kho. Ấy thế mà cả hai vừa vào kho đã bắt đầu buôn dưa lê bán dưa hấu. Trong một khoảnh khắc vô tình nam chính thấy vết đỏ ở cổ tay Đa Răng. Hơn thế nữa còn là dấu vết này không phải là bị ngã mà thành. Sau khi biết chuyện thì Răng Đô như bị nổi khùng. Anh lớn tiếng trách Đa Răng tại sao lại có thể coi vết thương này như không có gì như thế. Nữ chính ấm ức lại trách anh có quyền gì mà nói tôi. Đúng rồi, chính vì không có tư cách lo lắng nên tôi mới đang bức bối thế này đây. Lời vừa nói ra khiến không khí sượng ngang. Sau cùng anh quay lại với một bịch nước đá và thuốc mỡ bôi tay. Cả hai mỗi xử lý vết thương thôi mà mất cả tiếng đồng hồ. Bắt tội cô nhân viên quán phải vào gọi vì sợ hai anh chị ngủ quên. Nào ngờ lại thấy cảnh tình bể bình trước mặt, thật khiến người ta đen tối đầu óc. Tối đến hai anh ả đưa nhau về nhà thì bắt gặp cô vợ cũ ở nhà Đa Răng. Trông thấy cô thì Răng Đô như ngậm hột thị ú ớ không nói được câu nào, chỉ biết bỏ về trong 10 vạn câu hỏi vì sao. Đuổi được nam chính đi thì cô vợ cũ lại trở về chế độ bình thường. Mượn rượu tỏ tình, cô hỏi nữ chính không muốn tò mò chuyện cô và nam chính sao. Đa Răng chưa kịp tò mò thì cô vợ cũ đã kể lại câu chuyện. Ra là một năm về trước cô vẫn là cô diễn viên xinh đẹp, nhưng cuộc sống của giới nghệ sĩ là con dao hai lưỡi, khiến cô cảm thấy áp lực và chỉ biết tìm đến thuốc ngủ. Nam chính lúc đó chỉ với một câu nói của cô mà đoán ra được sự bất ổn trong cô. Vậy là anh đã kịp thời ngăn cô uống thuốc ngủ tự sát trong một đêm mưa tầm tã, bởi vì anh nghe được lời kêu cứu sâu thẳm từ trong lòng cô. Họ kết hôn để có thể bảo đảm được sự sống của cô, may thay trong một năm bệnh tình đã thuyên giảm. Và cô đã biết sống vì bản thân mà không cần dựa dẫm vào ai đó. Nói chính xác thì họ chưa từng yêu nhau, dù cô diễn viên có nảy sinh tình cảm. Nhưng Răng Đô cứ như gà thấy hạt bông không chút động lòng, tới giờ thì anh ta vẫn là trai tân, nghe hết câu chuyện thì nước mắt Đa Răng lưng tròng. Tưởng rằng cô sẽ vui mừng khi biết nam chính chưa từng yêu ai, nhưng không, cái Đa Răng quan tâm lại là tình trạng của cô vợ cũ giờ đã ổn chưa. Chỉ một câu vậy hiện giờ cô có ổn không cũng đủ khiến một người đang cố tỏ ra mạnh mẽ phải òa khóc. Cô diễn viên cứ vậy bật khóc nức nở chẳng vì một lý do gì. Sau chuyện suýt bóp chết nữ chính hôm trước thì nay Ian tìm tới để xin lỗi cô. Tất nhiên Đa Răng vốn chẳng hề để bụng chuyện đó. Hơn ai hết cô biết anh đã gặp ác mộng khi đó. Cô cũng từng rất hay gặp những điều như vậy, thậm chí hồi nhỏ cô còn mơ mình là con gái nhà hàng xóm để thoát khỏi thực tại đau khổ. Lời này của nữ chính như thể khiến Ian bị đồng điệu, ký ức lại ùa về của hai đứa trẻ sinh đôi. Người mẹ gọi người anh trai dậy để uống thuốc, chỉ biết sau khi cậu bé uống thuốc và tỉnh dậy thì đã ở một nơi xa lạ. Những con người xa lạ nói rằng cậu đã là một đứa trẻ vô danh, vì trước giờ bố mẹ cậu chỉ làm giấy khai sinh cho một đứa duy nhất mà thôi, còn cậu thì đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi phi pháp này. Một đứa bé cứ vậy lớn lên bởi sự nuôi dưỡng của những người lớn tồi tệ, và để ý thì người đó chính là nạn nhân của vụ án liên hoàn mà cảnh sát đang điều tra. Bất ngờ hơn nữa, nam chính cũng có mặt ở trại trẻ vào thời điểm đó. Bố anh đã đem anh gửi ở đây và đó là lần đầu anh được đối diện đôi mắt lạnh lùng ấy. Người mà anh muốn kết thân nhưng lại nhận lại một cái giẫm chân. Trở về thực tại, nam chính vì dầm mưa mà đêm về đổ bệnh. Khi nhập viện thì biết được vết thương trong tim anh có vấn đề. Tuy nhiên không quá nghiêm trọng, chuyện này nhờ cô giúp việc mà đến tai nữ chính. Cô lo lắng gọi cho anh trách rằng tại sao không nói cho mình, tại sao mọi chuyện của cô anh đều biết và can thiệp. Còn bản thân cô tới tư cách hỏi thăm hay nấu cháo cho anh ăn cũng không có. Khi ốm tự nhiên lý trí bị trái tim đánh gục, nam chính lại thốt ra câu: cô có thể tới đây không? Chỉ trong nháy mắt Đa Răng đã tới nhà của anh, đem theo cháo như một sự chăm sóc của người vợ. Ấy thế nhưng chưa kịp ăn thì Răng Đô lại muốn kể cho cô nghe về anh. Anh kể về quá khứ mình đã đau đớn thế nào khi ở cạnh người anh bị bệnh nặng. Và thì ra anh lựa chọn làm bác sĩ tâm lý là vì khi còn làm bác sĩ nội trú đã phải chứng kiến sự ra đi của một người mẹ. Vì anh không thể cứu được người con trai mà mấy ngày sau người mẹ cũng tự tìm tới cái chết, anh đã thất bại trong cả việc cứu anh trai mình.
và cả người mẹ đó, thế nhưng anh lại được ai đó cứu sống bằng cách hiến tim của mình. Và người được hiến tim liệu có sống được quá 10 năm không thì không chắc, vì lẽ đó mà anh không chạy và cũng không uống rượu, ấy thế nhưng tôi thích cô Đa Giang rất nhiều. Khi thích một ai đó ta sẽ phải hứa hẹn trăm năm, nhưng lời hứa đó với anh lại là khó khăn. Vậy nên chúng ta làm bạn nhé. Tất nhiên lời này của anh đổi lại sự bỏ đi của nữ chính. Chẳng ai trên đời lại bảo người mình thích là làm bạn nhé. Đa Giang cũng thực sự chưa lấy được bình tĩnh sau cú sốc này. Tình yêu có khởi đầu và kết thúc. Yêu và chia tay đó là quy luật của cuộc sống. Chẳng biết Đa Giang đã nghĩ gì, chỉ biết khi chiếc xe buýt rời đi cũng là lúc tiếng chuông cửa nhà Giang Đô vang lên. Ngay khi anh vừa mở cửa đã thấy đôi mắt ngấn lệ của nữ chính. Sau tất cả cô lại chọn chạy tới và ôm anh. Cuộc sống có những cái ôm tạm biệt, cũng có những cái ôm an ủi, những cái ôm khi gặp lại sau bao ngày xa cách. Một cái ôm trong mỗi hoàn cảnh lại mang những ý nghĩa khác nhau. Chẳng biết ôm có ý nghĩa gì, nhưng chỉ mới nhìn thấy nữ chính từ nhà của Giang Đô đi ra trong đêm. Hai cậu bạn thân của nam chính lại bắt đầu biên diễn ra bao nhiêu kịch bản. Sau 7749 suy nghĩ bậy bạ, họ cũng chốt ý tưởng là nam nữ chính đã hôn nhau. Nếu như chưa làm thật họ cũng sẽ khiến điều đó xảy ra. Bên này sau khi trở về với cậu tình trẻ, cô vợ cũ của Giang Đô cũng đã tạm biệt ngôi nhà của nữ chính. Trước khi đi vẫn không quên để lại lời nhắn rồi sẽ trở lại. Cơ mà sự đáng yêu đó của cô cũng không khiến Đa Giang vui lên. Nữ chính lại đem những tâm tư của mình vào lời tâm sự. Liệu tôi và anh có thể làm bạn không? Câu hỏi đó khiến Đa Giang rơi vào trầm tư. Đột nhiên có điện thoại từ cô vợ cũ của Giang Đô. Cô diễn viên thì ngây thơ vui vẻ, mặc định xem Đa Giang là bạn thân từ lúc nào không hay. Đen đủi thay từ bạn bè với Đa Giang lúc này có chút nhạy cảm. Vậy là cô đã nổi cáu lên rằng tại sao ai cũng muốn làm bạn vậy. Tới khi ý thức lại cảm xúc của mình thì cũng khiến cô diễn viên tổn thương rồi. Cũng may có cậu tình trẻ thông thái hiểu được nguyên nhân, vậy là cô diễn viên biết ngay nguồn cơn chuyện này do ai. Ngay lập tức Giang Đô nhận được điện thoại mắng xối xả từ cô vợ cũ. Tối hôm đó nam chính lại tiếp tục công việc ở đài radio, chợt có một bức thư từng dòng từng chữ khiến anh nhớ về Đa Giang, càng nghe thì càng chắc chắn đó là do ai gửi. Đa Giang đã viết bằng tất cả cảm xúc của mình kể từ ngày gặp anh, khi gặp chuyện vẫn luôn có anh cạnh bên, không hối thúc không động viên như bao người. Anh chọn cách lặng lẽ chờ cô và cổ vũ cô bằng những câu nghe có vẻ như trêu đùa, rồi tới một ngày cô lại hiểu sâu xa hơn những câu nói của anh. Tất cả dường như lại có ý nghĩa rằng anh thích em, vậy liệu chúng tôi có thể làm bạn được hay không? Bức thư đã hết nhưng Giang Đô vẫn chưa thể lấy được bình tĩnh của mình, chưa kịp để anh lên tiếng. Thì cộng đồng mạng đã dậy sóng vì người đàn ông ngốc nghếch trong bức thư, người ta chửi vậy nhưng Giang Đô lại như trúng tim đen, sau cùng Giang Đô chọn cách nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ anh ấy chọn cách làm bạn vì anh ấy sợ người mình yêu chịu tổn thương, lời này Đa Giang vừa nghe đã bật khóc. Cả hai người đã chọn cách rất riêng để bày tỏ cảm xúc của mình. Lúc về nhà anh đã bắt gặp Đa Giang đang ngồi đợi mình, cả hai dù biết rõ tình cảm của nhau. Ấy vậy mà lúc ngồi lại bên nhau, nữ chính lại chọn cách không nói ra mong muốn của mình, những câu tôi không muốn làm bạn. Và tôi cũng thích anh, những câu đó tôi sẽ không thể nói ra chỉ ít là ngay lúc này, nhưng có điều mà nữ chính muốn Giang Đô biết. Đó chính là trên đời chẳng có gì là mãi mãi, trong một bộ phim 2 tiếng thì mãi mãi cũng chỉ có 2 tiếng đó mà thôi, tóm lại là vẫn không có gì xảy ra giữa hai người. Trong khi đó Y An lại như bắt đầu hành động, chàng trai này nóng lạnh tùy lúc chẳng biết đâu là thật. Hôm nay một cậu bé đâm chiếc kem vào áo của anh, không những không la mắng anh còn đi mua kem đền cho cậu bé, cũng dịp này mà được nói chuyện với Đa Giang nhiều hơn. Tự nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng không máu lạnh như cô nghĩ, thế nhưng khi Giang Đô bắt gặp anh ở viện thì cảm giác cứ như gặp lại chàng thiếu niên ngày trước. Bí ẩn về con người này nam chính vẫn chưa thể giải đáp, bỏ qua chuyện về Y An thì hôm nay nhà Đa Giang có mở tiệc bánh gạo cùng cô bạn thân. Và như không mời mà đến thì cô diễn viên cũng đã trở lại, trông thấy cô bạn thân của Đa Giang thì lại có chút ghen tị, vậy là cả hai đứng hai đầu chiến tuyến thi xem ai thân với Đa Giang hơn. Cơ mà nhắc tới sở thích âm nhạc là nhóm nhạc của cậu tình trẻ, thì cô diễn viên lại từ thủ hóa bạn, cả hai bỗng dưng kết thân đá văng Đa Giang ra chủ ngà. Còn nam chính có công tặng mũ có ngày được mẹ của Đa Giang quan tâm, bà bắt cậu em trai tới điều tra kỹ về nam chính, mặc dù không muốn tới lắm. Nhưng rốt cục vì mạng sống cậu em cũng báo chị gái mình tới thăm, em trai tới thăm tự giác Đa Giang trở nên gọn gàng để chứng tỏ mình ổn. Đang dọn dẹp không tránh khỏi đổ vỡ, nghe tiếng Giang Đô lại vội chạy lên đầy lo lắng, rốt cuộc là cả hai cùng nhau dọn dẹp. Đang vui thì tự nhiên phát hiện ra hai cái bánh anh cho cô, không những chưa ăn mà còn cuốn gói rất đẹp, tác phẩm này vốn là của cô vợ cũ anh đấy. Không những vậy cô còn viết tên hai người lên hai cái bánh nữa, khiến cả hai như hóa đá trở nên ngượng ngùng hẳn ra, đã thế trong lúc Đa Giang bám theo nam chính để giải thích. Còn lỡ tay làm bung hết cúc áo của anh ra, đã ngượng nay càng ngượng thêm khiến Giang Đô chỉ biết ôm ngực chạy như ai hiếp. Để tiếp tục thanh minh nữ chính chuyển qua chế độ nhắn tin, thế là hai anh chị nhắn qua lại suốt cả đêm, nhìn màn hình mà cứ tủm tỉm cười thì gọi là gì. Người ta gọi đó là yêu nhau, đang cái lúc người ta vui vẻ thì Y An lại xen vào, đột nhiên anh hẹn nữ chính ở quán cà phê nói chuyện. Vốn khuôn mặt của anh đã khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, cơ mà tội nghiệp thay trong lúc anh đi gọi đồ uống, quay lại đã thấy có kẻ đặt bông hoa giấy trên bàn. Khoảnh khắc anh cầm bông hoa đó trên tay, nữ chính trông như đang gặp lại người đàn ông ngày trước, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Khuôn mặt anh ta lại nở nụ cười ấm áp tới sởn gai ốc như người đó, nữ chính bất giác lùi lại thì một cánh tay từ sau đã đỡ lấy cô, không ai khác đó chính là nam chính.
Trông thấy anh nữ chính mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng bước tới Ian và xin anh bông hoa giấy. Tới khi mở ra và không có gì trong đó, nữ chính mới gắng thở được. Cô xin lỗi Ian rồi rời đi. Ian ra tới cửa thì Giang Đô đã chặn anh lại. Cả hai liên tục đặt câu hỏi cho nhau nhưng lại không ai đưa ra câu trả lời. Chỉ có một điều mà nam chính chắc chắn. Đó chính là Ian cũng thích người mà anh yêu. Điều không muốn cũng đã đến. Khi Ian ra tới xe thì lại thấy bông hoa giấy tương tự trên ô tô của mình. Chỉ khác đó là một bông hoa chứa lời nhắn, rốt cục hung thủ thực sự là ai. Còn nam chính vì lo lắng Đa Giang thấy sợ mà cố ở lại làm việc tới khuya. Để anh không vì mình mà cố gắng, nữ chính đã xuống bảo anh cứ về đi. Cơ mà cô càng tỏ ra mình ổn thì Giang Đô càng thấy sự bất ổn. Anh chỉ muốn nói rằng nếu cần anh có thể ngồi lắng nghe cô nói. Bản thân Đa Giang cũng muốn nói anh nghe về vùng tối trong ký ức của mình. Nhưng cô không biết phải nói thế nào và cũng chưa từng nói cho ai. Tới tận khi bước tới cánh cửa để về, Đa Giang mới lấy dũng cảm nói ra chuyện hằn sâu trong tim. Cô không muốn ai thấy mình yếu đuối, nhưng trước mặt Giang Đô, cuối cùng cô cũng nói về tuổi thơ của mình trong tiếng nấc. Cứ vậy nữ chính gào lên trong đau khổ cho tới khi nam chính ôm cô vào lòng. Nếu gặp lại cô bé 5-7 tuổi đó em sẽ làm gì? Có phải em cũng sẽ ôm cô bé vào lòng và nói rằng không phải lỗi của em, không sao cả. Lời này của nam chính cũng đưa cảm xúc của Đa Giang trở nên bình tĩnh. Sau cùng kết thúc bằng chầu bánh gạo cay thay lời cảm ơn. Và thế là cả hai có một màn ăn bánh gạo vô cùng lãng mạn trên tầng thượng. Đang lúc này thì lại có vụ án mới, nạn nhân lại là một người vô gia cư bên đường. Vụ án vốn tưởng đã đóng lại lại được mở ra, khi mà theo lời khai của nạn nhân, hung thủ là tên vô gia cư có đôi bàn tay bong chóc. Nghĩ kỹ lại thì anh cảnh sát chợt sởn gai ốc, vì người vô gia cư mà họ đã lấy lời khai ở vụ để chiếc hộp nhạc hôm nọ cũng có một bàn tay bong chóc như lời khai này. Trong khi đó Giang Đô cũng đã nói với ông cảnh sát về sự vô tội của Ian, còn hung thủ thực sự cũng lộ diện càng lúc một rõ nét hơn, chính là người đã để lại bông hoa giấy ở quán cà phê hôm nọ. Ngày nay rồi cũng tới, em trai của Đa Giang cũng đã có mặt tại khu nhà, chỉ có vừa tới anh lại bắt gặp cậu bạn của nam chính trước cửa phòng khám. Lại tưởng anh ta là Giang Đô, may thay trước khi cậu em ra về thì Giang Đô cũng xuất hiện thanh minh. Và vậy là màn phỏng vấn em hỏi anh rể trả lời bắt đầu, từ câu hỏi ngày tháng năm sinh tới sở thích cứ như là hỏi cung, thế nhưng Giang Đô vẫn trả lời bằng cả tâm huyết. Tới khi Đa Giang trở về thì cả ba ngồi quây quần ăn thịt nướng. Trong gia đình này mới vui làm sao khi chị em cứ nói câu nào là chặt chém nhau câu đó. Tối đến cậu em đem chuyện mình khoe ảnh cô chị lúc xấu xí cho anh rể xem tí là có án mạng khi cô chị giơ cái chảo trong tay lên rồi. Cơ mà ngạc nhiên thay Giang Đô lại khen Đa Giang xinh đẹp trong bức ảnh đó. Và lạ thay hơn nữa điều này khiến Đa Giang thẹn thùng, nghe chuyện này bà mẹ lại rất ngạc nhiên. Có lẽ con gái bà đã thực sự biết yêu, vẫn như mọi khi cứ lúc hạnh phúc Ian lại xuất hiện chen vào, nay anh lại còn hẹn cô đi ăn cơm với mình. Rồi cả hai còn cùng đi dạo và ngồi hàn huyên, càng nói chuyện thì Ian càng dần có tình cảm với nữ chính. Cũng như đứa em trai đã chết của anh cũng tỏ tình thẳng thắn ngay và luôn, cơ mà liệu rằng anh có xứng đáng được yêu không? Khi hành động của anh vẫn tiếp tục đáng ngờ, dường như Ian biết rõ người đặt bông hoa giấy lên xe anh là ai. Người đó là người vô gia cư đúng như viên cảnh sát nghi ngờ, và kẻ đó với Ian dường như có mối quan hệ từ trước đó, cũng chẳng có cơ hội cho anh đâu khi mà nữ chính chỉ quan tâm tới Giang Đô, cô còn tặng anh một chiếc áo mới. Và một bông hoa giấy tự tay cô học gấp, kèm với bức tâm thư thật dài nói về những điều tích cực trong suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến hạnh phúc thì hạnh phúc cũng sẽ đến. Như được thông não chi thuật, Giang Đô vội vàng đi tìm cô, anh đã đẩy cô ra tới đầu bên kia địa cầu. Nhưng cô lại chọn gấp đôi trái đất để ở cạnh anh, vậy thì còn chần chờ gì nữa. Tiếc là đang lúc Giang Đô hùng hục khí thế tỏ tình thì Đa Giang phải đi gặp cậu tóc xù. Cô ngồi đây nhưng lòng thì nóng ruột muốn chạy về nghe nam chính nói, không sao vì anh vẫn đang đứng đợi cô, tiện tranh thủ nghĩ lại những gì họ từng trải qua. Mải nghĩ anh ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ lại là giọt nước mắt đau khổ của Đa Giang khi quay lưng bước đi, bừng tỉnh mở mắt ánh mắt đó lại đang mỉm cười trước mặt anh. Không đợi chờ thêm nữa, Giang Đô kéo lấy tay nữ chính vào lòng mình, rồi cả hai trao nhau nụ hôn cháy hơn cả ánh mặt trời. Sau một màn hôn nồng cháy thì cả hai như chính thức bắt đầu mối quan hệ, sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cả hai người. Tự nhiên lúc này nữ chính lại bảo cô muốn đi ngủ, làm cho Giang Đô tưởng bở vội chạy theo, cơ mà đáng tiếc đời không như mơ đâu. Sau đây là một màn cẩu huyết tới từ vị trí cả hai người, mang tiếng đi công tác nhưng cả ngày Đa Giang chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Cả hai cứ vừa nhắn vừa cười như học sinh thở mới biết yêu. Sau bao ngày trông ngóng nhớ nhung thì cũng tới ngày Đa Giang về, nam chính dù đang họp cũng chạy như bay xuống đón cô. Cả hai đang thính thả nhau thì cậu tóc xù trông thấy, cái tự nhiên cả hai diễn vai kẻ thù rồi bỏ đi. Diễn chán xong lên tới nhà rồi lại tiếp tục màn thả thính, hẹn nhau ăn tối thôi nhưng nói qua lại cả tiếng đồng hồ, đúng là những người mới yêu. Trước khi rời đi, nam chính còn để lại hộp quà kèm tấm thiệp cho Đa Giang, làm bác sĩ tâm lý ấy, thế nhưng anh phải học cách yêu trên tạp chí cơ đấy. Cơ mà món quà là sợi dây chuyền thật khiến người ta trụy tim, đen đủi thay khi anh lên đồ để có một đêm lãng mạn cạnh Đa Giang, thì cô vợ cũ của anh từ đâu xuất hiện phá tan bầu không khí. Vốn chỉ định có hai người mà thế nào lại có tới bốn con người trong bàn ăn, ra là cô vợ cũ của anh đến rủ hai người bạn của mình đi cắm trại. Từ vị trí nhân vật chính, Giang Đô thành người thừa trong cuộc hội thoại, còn quê tới mức bị đuổi mãi không chịu đi, cho tới khi cô vợ cũ bảo hay là anh muốn đi cùng chúng tôi.
thì Giang Đô như mở cờ trong bụng, chuyện chưa dừng lại ở đó, vốn chỉ có 4 người nhưng vừa tới lại có thêm cả 2 cậu bạn của nam chính nữa. Ai cũng được nhưng cậu bạn làm đài truyền hình thì không ai muốn đi cùng, rất đơn giản vì cuộc vui có thêm người điên cái tự nhiên hết vui. Sau đó là 1001 câu chuyện vô tri mà cậu ta gây ra, cơ mà cũng may có cậu ấy nên cả đám có dịp chơi trò chơi cùng nhau đầy tiếng cười. Mãi tới khi trời đã tối thì nam nữ chính mới có khoảng không gian riêng cùng nhau, cả hai sải bước trên con đường, trải nghiệm cảm giác mới yêu đầy ngọt ngào. Cả hai cũng cùng đối diện với quá khứ của nhau, chữa lành cho nhau theo cách rất riêng. Giang Đô an ủi cô bé 7 tuổi trong quá khứ, còn Đa Giang thì vỗ về cậu bé 12 tuổi đang đau khổ, sau màn chữa lành thì ai có bình thường khi yêu. Biết thần tượng của nữ chính là Trương Quốc Vinh, mặc áo trắng và hay nhảy nhót theo điệu nhạc, thì Giang Đô cũng ra vẻ nhảy nhảy như kẻ ngốc. Chưa đủ mắc cỡ cả hai người lại còn cùng nhảy với nhau, hai người cứ vậy thả thính nhau mọi lúc mọi nơi. Anh còn xến tới mức lên cả xe buýt cùng Đa Giang trong sự bất ngờ, còn đưa cô đi ăn dù chẳng hẹn trước, tình huống có chút ngạc nhiên khi anh gặp lại người quen cũ trên đường. Câu hỏi cô gái này là bạn gái anh à vẫn là câu khó trả lời, và chàng ngốc Giang Đô đã đáp không phải. Khiến nữ chính tức tối bỏ đi trước, may thay anh cũng kịp bù lại bằng câu cô ấy là người tôi thích, biết rõ câu trả lời này khiến Đa Giang ưng ý. Nên vào bàn ăn khi ai hỏi anh lại tiếp tục trả lời như thế, đó cũng là câu trả lời của Đa Giang. Cô chọn Giang Đô còn Y An thì chỉ nhận được lời từ chối, ấy thế nhưng hôm nay tại khách sạn, nữ chính đã gặp phải một tình huống nguy hiểm. Một vị khách mất kiềm chế đã chĩa dao vào cô, ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất thì Y An lại lấy tay không đỡ lấy lưỡi dao sắc nhọn. Là một bác sĩ phẫu thuật nhưng anh lại để bị thương ở tay, điều này khiến Đa Giang cảm thấy rất áy náy, thế nhưng đáp lại ánh mắt lo lắng của Đa Giang. Y An lại dồn cô vào chân tường rồi nói những câu lạnh như băng giá, sau khi điều tra thì tên An Xin cũng đã bị công an bắt tra hỏi. Thế nhưng chẳng biết An Xin thế nào mà lại có cả luật sư riêng, do không đủ bằng chứng nên hắn lại được thả ra trong sự bức bối của cảnh sát, cơ mà ngay khi hắn vừa được về nhà, thì đã có một đám côn đồ hỏi thăm hắn rồi, trò này là do người phụ nữ tài phiệt này gây ra. Bà ta vì muốn mua chuộc Y An, trong khi phẫu thuật tiễn bố của bà đi sớm một chút để bà được thừa kế tài sản nhanh chóng, nên mới bày ra trò này vì mua chuộc Y An là điều không thể. Tên An Xin thì cứ nghĩ đây là trò do Y An tạo, nên đã dùng thứ bột bí ẩn phục thù. Tối đó khi Y An trở về cảm thấy quá mệt mỏi, vì những người thân tín xung quanh anh đều dễ bị mua chuộc bằng tiền, cô thư ký vì thế cũng bị đuổi về, một mình anh lại tìm tới rượu. Chỉ khác là mới một ngụm đầu óc đã quay cuồng, tuy kịp bấm gọi cô thư ký nhưng lại không còn đủ tỉnh táo, mà đâu ngờ cuộc gọi đó lại dẫn đến một bi kịch. Khi Y An dần tỉnh lại sau cơn mê thì căn phòng đã xáo trộn, bàn tay anh thì đầy máu với một con dao, bên cạnh là thi thể của cô thư ký đã chết từ lúc nào. Đôi chim di mà yêu cứ tíu ta tíu tít mà đâu biết rằng Y An đã bị vào tù hỏi cung rồi. Mặc dù thời khắc phát hiện ra cái chết của cô thư ký anh có chút sốc, nhưng trong phòng hỏi cung Y An vẫn trả lời cảnh sát hết sức bình thản, bản thân anh biết rõ mình bị chuốc thuốc. Cũng có bằng chứng bàn tay Thuận bị thương, cắt hoa quả còn khó chứ đừng nói giết người, cơ mà lời hỏi của công an cứ đến dồn dập khiến Y An rơi vào suy tư trong tâm trí. Sau một khoảng thời gian bất động, anh ngẩng đầu lên và đòi gặp Giang Đô, bên này nữ chính vẫn không hay biết gì. Cô vẫn đang chìm đắm trong mối quan hệ ngọt ngào, còn ra vẻ tình bí mật trước hai người bạn dù người ta biết tỏng rằng cô đang nghe điện thoại của Giang Đô. Vì hôm nay chưa được gặp nhau mà cả hai hẹn ngày mai đi hẹn hò, trước khi đó Giang Đô phải tới phòng thẩm vấn theo lời của Y An. Cả hai chẳng hiểu vì gì vừa gặp đã như ghét nhau từ kiếp trước, rõ ràng quá khứ họ từng ở cùng một cô nhi viện, Giang Đô cũng đã rất vui vẻ làm quen nhưng Y An lại như hận thù anh. Sau cùng thì Giang Đô cũng đưa ra được kết quả, sự hận thù đó xuất phát từ ghen ghét vì Giang Đô được bố mình đón về, bỏ lại Y An ở trại trẻ đó. Khi họ 18 tuổi gặp lại nhau trong bộ dạng khó coi, nhưng Giang Đô lại lặng im rời đi. Y An đã muốn được giúp đỡ nhưng lại không bộc lộ ra, để rồi giờ quay lại trách Giang Đô vô tình. Mặc kệ cuộc nói chuyện bí bách này, nam chính vẫn tìm tới nơi mà người anh yêu đang đợi, quả là tình yêu vừa gặp là cả hai đã cười. Tiếc là thần tình yêu không cho họ được ăn uống, vì cứ tới nhà hàng nào thì y rằng quán đó không đông nghịt thì cũng đóng cửa tối thui, hết cách cả hai đành phải về nhà của nam chính. Tự nhiên vì điều này mà họ trở nên ngại ngùng, độ ngượng tăng lên khi nam chính khui thùng hàng mà anh đem vào, thế nào trong đó lại là thuốc tăng cường sinh lực. Đọc công dụng tới đâu là cả hai ú ớ tới đó, ra là món quà bất ngờ này là của cậu bạn đài truyền hình, thật tuyệt nhờ nó mà biến cuộc nói chuyện của hai người trở nên lúng túng hẳn ra. Một nam một nữ trong căn nhà vắng lại không biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng, tự nhiên nam chính thấy bản thân nói gì cũng là thừa. Mạnh dạn lắm mới ngồi xuống chuẩn bị nắm tay Đa Giang, thì thằng bạn phá hoại lại tìm đến tận nhà, cũng chẳng biết vì cái gì hai anh chị lại đưa nhau đi trốn. Vậy là một màn mèo vờn chuột chính thức bắt đầu, bạn bè thì lo lắng tưởng anh bị ốm chết rồi hay gì. Giang Đô thì cứ ở trong phòng thẩm thụt cùng nữ chính, tới khi cậu bạn thấy giày của nữ để ngoài cửa, lại càng ra sức đi tìm sự thật. Quả là một buổi tối đáng nhớ, đang vui vẻ là vậy thì nữ chính nhận được điện thoại của em trai, cô nhận được tin tức thì phá tan niềm vui vẻ trong lòng. Ra là người mà họ gọi là bố đã chết và để lại cho họ một khối nợ khổng lồ, giờ người ta gọi họ tới làm thủ tục thừa kế rồi trả nợ. Vì chuyện này mà sáng hôm sau hai chị em lên đường về quê, cả hai sợ rằng tin này sẽ khiến người mẹ buồn phiền, dừng trước cửa nhà đang tính đi vào. Thì cậu em nói với chị mình một sự thật, rằng cậu từng gặp lại bố mình năm học lớp 7, Đa Giang nghe vậy thì ngớ người.
vì cô cứ nghĩ rằng chuyện xảy ra ngày cậu em trai còn rất bé, ngỡ rằng em trai mình không còn nhớ điều gì. Vậy nhưng quá khứ thời thơ trẻ lại như con dao mắc ngang cổ họng. Cậu em dù còn bé nhưng ký ức lại nhớ như in cảnh người cha đánh đập mẹ mình. Nghe lời kể này khiến Da răng đơ cứng, cứ vậy cả hai chị em bật khóc vì đáng thương cho chính mình. Vào tới nhà thì bà mẹ cứ như chưa có gì xảy ra, bảo họ hãy từ bỏ quyền thừa kế rồi coi như không có số nợ đó trên đời. Bà sẽ tự mình giải quyết tất cả. Nhìn mẹ của mình đang tỏ ra cứng rắn, Da răng lại càng đau lòng, vì ngay sau đó bà đã vào nhà và mở nước to lên. Để lấn át đi tiếng khóc trong nhà tắm, người bà từng yêu lại khiến bà mang vết thương cả một đời. Da răng cũng đang chịu bao tổn thương. Cô đọc tin nhắn của Giang Đô hỏi thăm, bản thân nước mắt lã chã nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ trong tin nhắn. Mà đâu biết từ phía xa Giang Đô đã đứng nhìn cô từ lúc nào, thấy cô đau khổ nhưng lại vờ như không có gì, anh không tiến đến mà lại quay xe chạy ra phía biển. Anh sợ rằng mình không càng đáng được nỗi đau khổ của ai nữa, vì bản thân nam chính đang ngày ngày làm bạn với thuốc thang, cảm giác trong anh giờ lại là sự bất lực mà thôi. Quả thực trái tim của Giang Đô có vấn đề rồi, cơ thể anh luôn trong trạng thái bị sốt, nay khi đang lái xe trên đường thì anh còn lên cơn đau tim, suýt chút nữa còn gây tai nạn thảm khốc. Đám bạn chơi đánh của anh thì không biết gì, còn đang mải mê dựng tình huống để chúc mừng sinh nhật nữ chính. Hết cảnh cho Giang Đô bị người khác quyến rũ, rồi lại đổi qua cảnh Da răng bị kẻ khác tỏ tình, làm đủ trò mà cái nào cũng có vấn đề. Trong khi đó Da răng gọi mãi cho nam chính thì không được, vì lúc này anh đang phải ngồi nghe bác sĩ trách mắng. Quả tim của anh tuy giờ không nguy hiểm, nhưng nó đang cảnh báo anh rằng đừng tham công tiếc việc làm gì, anh còn suýt gây ra tai nạn cho người khác. Vậy còn muốn lo lắng và chịu trách nhiệm với ai đây? Lời này của bác sĩ khiến Giang Đô suy nghĩ nhiều, anh gọi cho cậu bạn kể về việc này, nhưng lại dặn đừng tiết lộ cho nữ chính, mà đâu biết cuộc nói chuyện được mở loa ngoài, cho cả cô bạn thân Da răng cùng nghe. Thế nhưng Da răng lại vẫn không hay biết gì, còn ra tay giúp đỡ cho cô diễn viên và tình trẻ gặp nhau khi tin tức họ hẹn hò nổ ra. Nữ chính quả thực là một người tốt bụng, cô còn đưa anh ca sĩ về tận nhà để thoát khỏi đám phóng viên. Chỉ có điều trên đường anh ta muốn gặp nam chính, cơ mà gọi mãi không được. Khi Da răng trở về thấy xe của Giang Đô thì mừng như Tết, cô tính hù anh cho vui, nào ngờ người bước xuống lại là cậu bạn thú y của Giang Đô. Cơ mà vì Giang Đô đã dặn nên anh bạn nói dối, trong khi nam chính thì vẫn ở viện do cậu bạn còn lại chăm sóc. Nhìn chiếc bánh cậu bạn đem tới, nam chính lại nhớ về lời của mẹ Da răng, ra là hôm qua khi anh tới bờ biển đã bắt gặp bà ở đó. Người mẹ tâm sự với anh về niềm hối hận trong lòng mình. Bà mong rằng con gái mình sẽ không phải chịu khổ như vậy, mà bà cũng tin vào mắt nhìn người của Da răng, vì quả thực Giang Đô theo bà thấy là một người tốt. Vậy nên hãy khỏe mạnh và bảo vệ con bé cả đời nhé. Một lời nói vô tư đó của người mẹ ấy vậy mà lại khiến Giang Đô giày vò chính mình. Anh cầm điện thoại lên và nhắn tin hẹn gặp nữ chính. Da răng không hề hay biết nỗi đau đớn của nam chính, vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của sự ngọt ngào. Khi gặp nhau cô vui không khép được miệng, cả hai nói chuyện hồi lâu hỏi han nhau, thế nhưng dường như Giang Đô vẫn không thể nói ra điều muốn nói. Anh như là đang dành từng phút một để được nhìn cô lâu hơn một chút, nghe cô nói nhiều thêm một chút mà thôi. Cô bạn của nữ chính thì cảm thấy bức bối thay hai người, sao yêu nhau mà ốm đau lại cứ phải che giấu, theo cô thì vẫn là nên rạch ròi mọi thứ thì hơn. Nói rồi khi Da răng tới, cô bạn đã nói toàn bộ sự thật cho nữ chính. Ngay lập tức Da răng tới bệnh viện, nhìn từ xa và chìm đắm trong sự tuyệt vọng của bản thân. Khi cô đang ngồi bên ngoài để lấy lại bình tĩnh, thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nam chính với ông cảnh sát. Giang Đô đã nói những suy nghĩ của bản thân cho người anh của mình. Trái tim này của anh còn thân thiết với ông cảnh sát hơn ai hết. Em đã quên mất trái tim mình cần được chăm chút cẩn thận hơn. Nhưng em lại thích một người con gái, nghĩ tới cảnh rời xa cô ấy thì nơi ngực lại như có một bàn tay luồn vào. Những lời này của Giang Đô khiến Da răng bên kia cố cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Anh đã ghi nhớ mọi lời cô nói và cố gắng để được yêu cô. Trở về nhà, Da răng nhốt mình trong bể sâu đau khổ, yêu và chia tay khó hơn cô nghĩ rất nhiều. Người mẹ gọi đến lại vô tình tiết lộ chuyện bà nói ở bãi biển hôm đó, khiến cảm xúc đang cố nén được Da răng phát ra mạnh mẽ. Tại sao mẹ lại có thể nói những lời đó với anh ấy? Tại sao lại có thể nói như vậy với một người bị bệnh như Giang Đô? Anh ấy đã cố không bước đến nhưng chính con đã tiến lại. Da răng cứ thế gào lên trong đau đớn. Bản thân Da răng cũng không nghĩ tới mình lại yêu anh nhiều đến thế. Cuối cùng nam chính cũng được xuất viện. Việc đầu tiên anh làm là hẹn nói chuyện với Da răng. Cả hai còn kỳ kèo nơi hẹn vì sợ làm đối phương tổn thương. Thế nhưng vì bảo vệ lẫn nhau mà cả hai lại chọn cách tổn thương chính mình. Da răng vốn đã biết trước lời mà Giang Đô muốn nói, cô cũng cố gắng thúc đẩy anh nói ra lời mình. Bản thân nữ chính cảm thấy níu lấy tình yêu một mình cũng quá mệt mỏi rồi, còn Giang Đô để chia tay cô mà cũng chọn cách nói ra mấy câu như thể một tên khốn. Và thế là cả hai đường ai nấy bước, một lời chia tay nhưng vạn dặm đau. Da răng ước rằng bản thân không có cảm xúc thì tốt biết mấy. Còn Giang Đô thì nhìn căn phòng đủ biết anh đã như thế nào. Cả hai cố kìm nén cho tới khi nữ chính vừa thấy mẹ mình trước cửa nhà đã òa khóc nức nở. Giang Đô cũng vừa về tới căn phòng của mình cũng không thể mạnh mẽ thêm được nữa. Mặc tiếng chuông của bố gọi tới, nước mắt anh vẫn cứ rơi trong bất lực và đau đớn. Sau chia tay không một ai ổn cả, Da răng có mẹ lên ở cùng nhưng vẫn không giấu được sự thất tình. Người mẹ cũng hẹn Giang Đô ra nói chuyện. Bà xin lỗi anh vì câu nói vô tư của mình mà không hề biết anh có bệnh. Đây là lần đầu tiên bà thấy con gái mình khóc như một đứa trẻ như vậy. Nhưng chia tay ai mà không khóc, ngay cả anh cũng vậy. Sau cùng bà đưa cho anh một tấm bùa hộ mệnh, ra là hôm trước bà mẹ đi coi bói.
thầy bói cứ khăng khăng rằng Đô có bản số đoản mệnh chết sớm, cơ mà người mẹ vẫn nhất quyết bắt ông thầy bói phải tìm cách cãi lại số trời. Dù có thế nào thì chỉ có Giang Đô mới có thể khiến Đa Giang được hạnh phúc mà. Chớ trêu, hôm nay bố của cô bạn Đa Giang cũng là chủ tòa nhà trở về nước. Để chào đón bản thân, ông kêu tất cả mọi người trong tòa nhà tụ tập ăn uống. Điều khó xử cũng đến khi Giang Đô và Đa Giang phải ngồi đối diện nhau. Khi cô cần nước, Giang Đô còn âm thầm rót cho. Cả hai đều cố tỏ ra là mình ổn trước đối phương nhưng chẳng một ai ổn. Đa Giang chọn cách làm việc luôn tay luôn chân để quên đi một người. Cơ mà hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen, đi trên đường thấy chiếc móc khóa quen thuộc lòng lại nhớ anh, Giang Đô cũng không khá khẩm hơn. Đi ăn đám cưới của người ta mặt cứ trù ụ, tới khi pháo bông cưới bay phất phới lại liên tưởng tới tuyết rơi, mà tuyết rơi lại là nơi tình yêu bắt đầu của anh và nữ chính. Càng nghĩ đến nhau càng không tránh được việc gặp lại nhau, dù tay xách nách mang nhưng Đa Giang vẫn từ chối sự giúp đỡ của nam chính. Cũng phải thôi, anh đã chọn cách buông tay, vậy thì còn tỏ ra tốt đẹp trước nhau để làm gì, làm bạn với người yêu cũ là một điều không thể. Biết chuyện của hai người cô vợ cũ, Giang Đô lại nổi cáu, cuối cùng người dạy dỗ anh lại chỉ có vợ cũ. Trông thấy hai người mệt mỏi đau khổ, cô cũng tức mình lắm. Tại sao yêu nhau lại không đến với nhau? Tình yêu có lỗi gì đâu, tại sao phải tỏ ra cao thượng trong khi không một ai vui vẻ? Sau tất cả chỉ có bạn bè là người còn lại ở bên Giang Đô. Anh cố cười nhưng ai cũng hiểu trái tim anh đang đau. Vẫn một câu cậu ổn không để khiến Giang Đô có thể nói ra tâm tư trong lòng. Nào ngờ cậu bạn đài truyền hình lại quay lại màn tâm sự đó rồi gửi cho cô bạn nữ chính. Anh muốn chứng minh cho cô bạn thấy Giang Đô không tồi như cô nghĩ. Cơ mà với cô bạn thân đã chia tay là tồi, vậy là cô cấm anh không được gửi cho Đa Giang, vì bên này nhóm bạn của nữ chính cũng lên kế hoạch đưa cô đi cắm trại giải sầu. Trong khi cô vợ cũ ra sức biện minh cho Giang Đô, thì cô bạn thân y rằng mặc định anh tồi, sau cùng đích thân Đa Giang phải lên tiếng cho Giang Đô. Hơn ai hết cô hiểu rõ lý do anh ấy làm vậy, bởi vì một nguyên nhân quan trọng, đó chính là anh ấy yêu tớ rất rất nhiều. Lời này cũng khiến cô bạn thân hiểu ra, trên đường về nữ chính muốn dừng lại ở bên đường, nhìn bậc cầu thang là biết nơi đó là đâu. Ở đây cô mở clip mà cậu bạn Giang Đô gửi cho mình, qua đó cô biết lý do mà nam chính nói ra câu tồi tệ hôm nọ là để cô ghét mình và không cho mình cơ hội quay lại. Lời này khiến nữ chính rơi nước mắt lần nữa. Giang Đô bên này cũng biết chuyện tốt bạn mình làm, đang toan đi giải thích cho Đa Giang thì cô đã gọi tới, không để anh kịp cất lời, Đa Giang đã cho cả hai một cơ hội. Em cũng có thể làm thế và sẵn sàng làm thế. Thế là hai trái tim yêu nhau chạy như bay để đến bên nhau, thời khắc thấy nhau ngay trước mắt cảm giác như không thể đợi chờ. Nữ chính đưa tay ra nắm lấy tay Giang Đô, anh trao cho cô nụ hôn khởi đầu lại mối tình của họ, người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau. Hệt như lúc mới yêu mà đúng hơn là giờ mới chính thức bắt đầu yêu, Giang Đô như bị tăng động cứ muốn làm mọi thứ tốt nhất cho nữ chính. Vui tới mức còn không khép nổi miệng, cả hai dính nhau như Sam cho tới trước cửa nhà. Vẫn không thể nào buông tay để ai về nhà đó, thời gian như muốn dài ra đưa nhau về tới cửa phòng vẫn nán lại hồi lâu, rồi tới khi về đến nhà thì lại gọi ngay cho nhau. Người mới biết yêu quả thực rất rảnh nên có thể thức đến 3 giờ sáng để hàn huyên với nhau không nỡ rời. Cậu bạn đài truyền hình cứ sợ Giang Đô sẽ nhai đầu mình. Nào ngờ anh lại thân thiện quá mức khiến cậu bạn e sợ. Cô nhân viên trông thấy anh cười như mặt trời cũng vui vẻ hẳn lên. Bình thường chẳng sao, giờ tự nhiên thấy ăn mặc trở nên quan trọng. Thử cả chục cái áo dù chỉ một kiểu dáng nam chính cũng không ưng được cái nào. Trong sách dạy phải thay đổi cách ăn mặc. Nào ngờ thay đổi tới mức Đa Giang muốn chia tay ngay và luôn. Cuối cùng anh vẫn nên trở về là chính mình thì hơn. Không khác, Giang Đô Đa Giang cũng sửa soạn suốt cả ngày trời cho lần hẹn hò đầu tiên này. Cả hai từng cùng nhau diện đồ ma quỷ không biết ngượng, vậy mà giờ yêu nhau thì lại làm quá cả lên. Nghĩ lại cũng khiến họ bật cười, hạnh phúc tới cả mức lọt vào ống kính lên thời sự lúc nào không hay. Người mẹ trông thấy nụ cười của con mình đã trở lại cũng nhẹ lòng. Hơn ai hết, bà rất thích Giang Đô vì anh là người tốt. Không chỉ có người mẹ mà bà nhân viên làm việc cho anh cũng vậy. Giang Đô là người đã cứu bà nhân viên ra khỏi bể khổ, khi chồng bà mất vì quá đau khổ mà bà sinh ra ảo giác, nếu không tìm tới Giang Đô và nếu như Giang Đô không thường xuyên hỏi thăm, có lẽ đã không còn bà trên đời. Bác sĩ tâm lý chính là sợi dây thường cứu người chết đuối như vậy. Sau khi ăn cùng nhân viên của mình, nam chính lại gặp Đa Giang, cứ gặp nhau y như rằng cả hai lại hề hước, nữ chính bảo cô đã khoe chuyện của họ với cô bạn thân rồi. Cơ mà khác với Đa Giang, nam chính chưa kịp nói ai cơ mà anh đã kịp khoe với cô bé tiệm tạp hóa. Chưa đủ sốc đâu, anh còn khoe với cả cậu bé ở phòng khám thú y, cả chú rửa xe ô tô cũng phải chịu kiếp nạn nghe anh khoe khoang chuyện có bạn gái. Yêu giết cái khùng là có thật, tưởng đâu chỉ người lần đầu biết yêu mới thế, nào ngờ trong lúc đi siêu thị mua đồ về nấu, Giang Đô lại lỡ miệng bảo món này từng nấu cho người yêu cũ. Tính tình thành thật rốt cục là bị Đa Giang dỗi ném cả đồ trở lại quầy, lúc này vụ án giết người hàng loạt cũng dần đi đến hồi kết. Theo điều tra, cảnh sát phát hiện trong nhà Y An có lắp đặt máy quay lén, sau khi tìm hiểu thì nhận được đoạn ghi hình chứng minh tội ác của tên An Xin. Ra là người đàn bà quyền lực này đã mua chuộc cô thư ký lắp máy quay lén ở đó từ khi em trai Y An ngày xưa ở. Vì để uy hiếp Y An nên bà đã làm điều này. Nào nhờ bà lại được chứng kiến cả hai lần khuôn mặt này bị hãm hại, lệnh truy nã bắt đầu được phát hành cả nước. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến được nhà của tên An Xin. Y rằng trong nhà hắn chứa thứ bột khả nghi, bên cạnh đó là cả tập viết tay hắn kể lại quá trình gây ra tội ác của mình. Cơ mà tội ác đầu tiên của hắn lại là bắt nguồn từ sự khích tướng của một cậu bé 18 tuổi, đó chính là Y An.
Như đã nói, người phụ nữ đã có clip quay lại cảnh cả hai anh em Ian, khi mở lên xem thì sự thật càng khủng khiếp. Tên ăn xin đã tưởng người em trai là Ian nên đã ra tay đánh gục cậu, cứ như vậy hắn nói ra toàn bộ tội ác của hắn, cũng như nguồn cơn của sự việc. Tên ăn xin vốn là một người viết tiểu thuyết, nhưng Ian lại tìm tới hắn ta và thách thức. Toàn bộ chuyện này là do anh, rồi hắn đe dọa rằng sẽ có thể giết anh bất cứ lúc nào nếu như anh không tự mình tự tử. Và thế là người em đã chọn tự mình kết thúc vì không muốn làm vấy bẩn nơi đa giang sống. 18 năm trước anh đã tìm em trai mình, cả hai cùng một cái tên cứ thay nhau xuất hiện, đã hứa bao bọc lẫn nhau chiến đấu lại xã hội nguy hiểm. Vậy nhưng giờ không biết bản thân lại chính là nguyên nhân của cái chết em trai mình, người phụ nữ quyền lực kia cũng gọi tới hối thúc về giao dịch của họ. Vụ án giết người hàng loạt cũng đã tìm được hung thủ là ai, dù chưa bắt được hắn nhưng lệnh truy nã đã phát ra, biết tin thì đa răng sốc khóc không thành tiếng. Ngay lập tức nam chính cũng gọi đến vì anh biết cô sẽ không ổn, thực sự đa răng rất muốn biết liệu rằng quả thực người đàn ông kia có vô tội hay không. Điều này lại khiến Ian tò mò, vì sao cô lại muốn biết em trai anh có phạm tội hay không biết vậy, bởi vì tôi muốn khóc cho người đó. Nhưng nếu đó là kẻ xấu thì không thể được, hơn thế nữa bức ảnh anh ấy để lại, có dòng chữ tôi đã tìm em rất lâu là có ý gì. Nghe vậy Ian cũng kể lại cho cô câu chuyện của quá khứ, ở nhà thờ đó có một cậu bé đã từng xoa đầu đa răng. Nụ cười ấm áp đó chính là cậu em trai, nhưng ngay hôm sau cậu bé đó lại trở nên xa lạ. Cậu ta ghé vào tai cô nói mình không phải người hôm qua, đó chính là Ian, ra là ngày hôm đó người mẹ tôi đã đến đưa nốt người em trai cho cô nhi viện. Bọn buôn người bảo người mẹ rằng hôm nay sẽ có một đứa được đi Mỹ, phải chọn một trong hai anh em họ. Và rồi người đi Mỹ chính là Ian, vì cậu em trai của anh muốn ở lại nơi có cô bé đa răng đó, và quả thực cậu đã tìm cô rất lâu. Nút thắt trong lòng đa răng đã được gỡ bỏ, cô đã đau lòng và rung động đúng người, còn giờ thì hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Đó chính là răng đô, hai người lại bày trò con bò ở phòng khám của nam chính, thấy chiếc áo blue trắng của nam chính đa răng đã mặc vào. Vì là bác sĩ tâm lý anh đã khám cho nhiều người, vậy hôm nay cô sẽ là bác sĩ khám cho anh, chẳng thấy khám đâu chỉ thấy hai người thả thính qua lại rồi cười cùng nhau. Cùng nhau cười nhiều rồi đa răng lại muốn nghe nhiều hơn nữa về hố đen trong tâm trí răng đô, thế là anh kể cho cô nghe về nỗi đau của mình. Ngày mà anh trai anh mất bà mẹ đã coi như anh không tồn tại, cậu bé răng đô lúc đó đã nghĩ cái chết của anh trai là do mình. Và mẹ không còn cần anh nữa, đa răng nghe thấy liền an ủi người yêu, rằng nếu như anh nhìn chậm lại một lần. Biết đâu lúc đó người mẹ thực sự cũng đã rất sợ hãi, chỉ cần anh nói mẹ hãy nhìn con này, có lẽ người mẹ sẽ quay lại và ôm chầm lấy anh. Với sự nhẹ nhõm đó răng đô đã tới thăm cho cốt của mẹ mình sau nhiều năm, ra ngoài đa răng lại cho anh một chiếc kẹo mút như anh từng làm với cô, điều kỳ diệu hơn cả. Trông thấy bông hoa dưới đất cùng cách quây đá quen thuộc, nam chính dần nhận ra sự thật tới bất ngờ. Mối tình đầu của anh cách đây 20 năm lại chính là người con gái mà anh yêu hiện tại, rồi nam chính cắm chiếc kẹo mút xuống bông hoa. Điều mà đa răng đã từng làm ngày đó khiến nữ chính cũng nhớ lại và ngạc nhiên không tin nổi, ra là định mệnh vốn đã chọn họ là của nhau. Anh yêu em, nam chính lần đầu nói ra ba chữ đầy chân thành và anh cũng nhận lại được ba chữ em yêu anh chân thành không kém. Tình yêu trở lại cả hai lại có thể cùng đám bạn cười đùa như xưa, dù hai thằng bạn vẫn ế nhưng vẫn chúc phúc cho họ. Cùng nhau ăn uống cùng nhau xem phim của cô vợ cũ, quả là một bầu không khí tuyệt vời. Mặc dù rất ủng hộ chuyện con gái đến với răng đô, ấy thế mà giờ người ta bảo con gái sắp lấy chồng lại khiến bà mẹ nổi cáu. Nên khi đa răng về thăm thì người mẹ tự nhiên lạnh nhạt, sau cùng bà cũng chịu tâm sự với con gái mình, rằng bản thân cứ nghĩ tới việc trao con gái vàng cho người khác lại thấy không vui. Cô là niềm hy vọng và tình yêu của bà, là món quà duy nhất mà cuộc hôn nhân tồi tệ để lại. Đa răng cũng an ủi mẹ mình rằng hãy tin ở răng đô vì anh là người tốt. Nói rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc, để tăng thêm độ uy tín răng đô cũng đã có mặt. Tiện đây bà mẹ cũng ngồi lại riêng với anh để nói chuyện. Cũng như bao bà mẹ khác bà cũng đắn đo về chuyện anh bị bệnh, đã thế lại còn đã từng kết hôn, dù thế nào cũng không thể thoải mái hoàn toàn trao con gái cho anh. Hơn nữa bà đã từng thất bại trong tình yêu của mình, từng trở nên thâm tím cả người vì yêu, nên nỗi sợ hãi luôn đeo bám. Giang Đô rất hiểu điều này, anh hứa sẽ cố gắng sống thật lâu để có thể ở bên cạnh nữ chính mãi mãi, đã qua vòng tuyển chọn Giang Đô chính thức vào việc. Đầu tiên là anh phải ra chợ cùng mẹ vợ để khoe với hàng xóm, trông thấy Giang Đô các bà trong chợ như thấy ca sĩ nổi tiếng. Biết anh là bác sĩ tâm lý lại càng bu lấy nhiều hơn, mãi tới khi đa răng tới mới cứu anh khỏi biển người với những câu chuyện vô tận, gia đình ba người cứ vậy rất là hạnh phúc. Có lẽ họ cũng không ngờ rằng chả mấy gia đình còn tăng lên tận 5 người, vì cậu em trai cũng đã yêu cô bạn thân của chị gái rồi, chuyện sốc tính sau, bất ngờ nữa phải là cô vợ cũ nam chính. Sau khi gọi xác nhận nữ chính đang ở quê, như một cơn gió cô diễn viên đã có mặt ở quán pizza của mẹ đa răng, vẫn với phong cách tự nhiên như rồi cô khiến bà mẹ há hốc mồm khó hiểu. Khi biết cô là vợ cũ của Giang Đô mà lại còn kết bạn với nữ chính bà toan bỏ đi, thế nhưng cô diễn viên tới đây để nói sự thật về cuộc hôn nhân của cô. Để bà hiểu rằng Giang Đô là người tốt tới mức nào, cũng như đa răng nghe xong câu chuyện câu bà hỏi lại là cháu đã ổn chưa, sự tốt bụng của mẹ con nhà đa răng thật sự khiến người khác cảm động. Trở lại với Ian thì hôm nay cũng là ngày anh tiến hành phẫu thuật cho bố của người phụ nữ quyền lực kia, thời khắc quyết định giữa làm theo cái ác hay phơi bày cái ác. Anh lại nghĩ tới những lần nói chuyện với đa răng và nam chính, chẳng biết anh đã lựa chọn cái gì, chỉ biết sau khi nói chuyện với Ian.
cảnh sát cũng đã bắt được tên sát nhân hàng loạt trong tình trạng tàn phế rồi, vụ án vậy là đã được giải quyết. Người phụ nữ quyền lực trước cánh nhà báo cảm ơn Ian, có nghĩa ca mổ đã thành công, nhưng ngay sau đó bà báo cảnh sát bắt anh, ra đây chính là lựa chọn của Ian. Trong căn phòng tra khảo, anh đã kể lại toàn bộ sự thật. Sự thật là khi Ian từ Mỹ quay về, tưởng em trai ở lại sẽ sung sướng hơn, nào ngờ lại khổ hơn bội phần. Vào tới nhà thì đã thấy người mẹ tồi chết một cách lãng xẹt, còn ông bố bán con thì đã thực sự là một con quỷ. Cơ mà cái chết của ông ta là do ông tự chuốc lấy, Ian chứng kiến điều đó mà cũng ám ảnh cả một đời, vì để bảo vệ em trai anh đã đóng giả thành em mình. Rồi khai báo với công an, từ đó hai anh em đã sống cùng với một cái tên ở Hàn Quốc. Tới một ngày Ian phát hiện cuốn tiểu thuyết của tên An Shin. Anh đã tới tìm hắn và thách thức hắn chứng minh điều hắn viết. Thời gian trôi qua, Ian thì sống ở Mỹ, cậu em trai lại ở Hàn Quốc. Thế nhưng tên sát nhân lại tìm tới cậu em trai. Anh cũng nhận ra có sự bất ổn ở Hàn, người đã gặp Giang Đô lúc đó với biểu cảm sắc lạnh, không phải cậu em mà chính là Ian. Anh đã cảnh báo em trai mình đừng thân thiết với ai, cậu em đã cố nhưng lại không ngăn được trái tim dành cho Đa Giang. Tình yêu đã khiến anh quên đi nguy hiểm rình rập, cả chuyện cậu mở điện thoại của Đa Giang khi đó cũng do bị tên An Shin đe dọa. Cho tới khi bị hắn đánh nhầm, cậu vẫn không hé nửa lời. Cuộc gọi cuối cho anh trai mình chỉ mong mọi chuyện kết thúc, nhưng Ian lại bảo nếu em muốn kết thúc thì tự làm đi. Đâu ngờ rằng người em trai thực sự chọn biến mất khỏi thế gian này. Nghe chuyện, Giang Đô tức tốc chạy tới tìm Ian. Anh hiểu rõ Ian nói ra toàn bộ sự thật rồi sẽ kết thúc đời mình. Nhưng nếu cậu muốn được tha thứ thì đừng trốn chạy trong hèn nhát nữa, sống là cách tốt nhất để sửa sai. Rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương trong câu chuyện này đây? Mọi chuyện rồi cũng đã qua, cuộc sống lại trở về bình thường. Ấy thế mà chỉ vì khách sạn bắt đi công tác mà Đa Giang buồn rười rượi, cũng phải thôi vì đâu ai muốn xa người yêu mình. Đa Giang và Giang Đô lại đứng đo xem ai sẽ là người buồn hơn, tưởng đâu cô đi du học 3-4 năm trời, nào ngờ chỉ là công tác 5 ngày 4 đêm. Cũng như bao cặp yêu nhau khác, cả hai lại khiến người xung quanh nổi da gà. Cơ mà còn chuyện ghê gớm hơn là khi Đa Giang cầm điện thoại cô bạn thân của mình, thấy thằng em gọi đến vội bốc máy. Nào ngờ lại thấy em trai mình hỏi han như tình nhân, giật mình nhận ra một điều là sau lưng cô thì cô bạn thân trở thành em dâu từ khi nào không hay, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao. Đa Giang cứng họng không biết nói gì trước hai con người này, cô vừa muốn nghe giải thích vừa sợ bản thân mất bình tĩnh mà đánh cả hai. Rốt cục thì cô bạn thân cũng lấy hết can đảm khai nhận rằng chuyện tình họ bắt đầu từ lâu về trước. Thực ra em trai của Đa Giang đã luôn đơn phương bạn thân của chị mình. Nhân một ngày cô bạn thân đau buồn về tên khốn người yêu cũ, cậu em đã an ủi như là một người đàn ông đích thực. Và đó, chuyện gì tới cũng tới. Cũng may lúc Đa Giang chuẩn bị lên cơn thì Giang Đô vô tri đã giải vây cho hai chị em này. Để giải tỏa cơn nóng này, hôm sau đôi chim di xách vali đi du lịch cùng nhau, còn tắt hết điện thoại để không bị làm phiền. Cả hai cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn kem, rồi cùng ngồi dưới nắng nghe nhạc thư thái, về nhà gối đầu lên nhau mà ngủ, cuộc sống cứ như đôi vợ chồng trẻ trong tuần trăng mật ngọt ngào. Bên này Ian cũng đã gói ghém lại mọi thứ ở đây để trở về Mỹ, trong lòng vẫn không ngừng đặt những câu hỏi nếu như anh không thách thức tên An Shin, nếu như anh không để cậu em ở lại, mọi chuyện liệu có khác đi, anh có thể ngồi cười nói vui vẻ với nam nữ chính hay không. Cơ mà vốn ở đời không có nếu như, cũng như lời Giang Đô nói trên đài radio, cuộc sống vẫn sẽ luôn vận hành theo cách mà chúng ta cho đi. Cho đi sự tử tế sẽ nhận điều tử tế, dù một lời nói cũng sẽ kéo người ta khỏi vực thẳm hoặc đẩy người ta vào chỗ chết. Mỗi người đều có những sở thích khác nhau, nếu người này không hợp hãy tìm đến người khác. Ian cuối cùng cũng chọn đối mặt với tâm lý của mình. Những ảo giác có lẽ là vẫn còn, nhưng anh không còn cảm thấy sợ hãi, không còn phải nhờ vào thuốc để chìm vào giấc ngủ nữa. Cuộc sống lại tiếp diễn theo cách mà họ muốn. Có gặp gỡ, có chia ly, có chờ đợi, nhưng những người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau trên sân thượng quen thuộc nơi chứng kiến tình yêu của họ. Cả hai đã hạnh phúc và chọn ở cạnh nhau mãi mãi. Cuộc sống của họ từng là một mùa đông ảm đạm lạnh lẽo. Nhưng kể từ ngày em đến, em đã là mùa xuân của anh. Cuộc sống của em cũng nở hoa khi gặp anh, vì anh cũng là mùa xuân của em. Có rất nhiều cách yêu ở trong bộ phim này. Chúng ta nhận ra ai cũng có thứ quý giá để bảo vệ. Người ta có thể bảo vệ nhau, bảo vệ người khác, vì người khác mà lo lắng. Chỉ cần trái tim vẫn còn biết cho đi thì tình người sẽ còn mãi. Điều bạn đang muốn bảo vệ là gì? Có phải là người quan trọng nhất với bạn không? Có như những câu chuyện mà bộ phim Anh là mùa xuân của em truyền tải không? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.